Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn, cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nha. Mã sản phẩm đầu tiên em lên bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, 430.000, hàng thì nó của thương hiệu Kaisa Villa, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy các bác theo. Đây. Đấy, những cái nắp nhức của nó các bác đã thấy độ chất của nó rồi. Đấy. Mở nắp ra đậy vào này. Đấy. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em nhá. Đun bếp từ, bếp ga, các loại bếp giáp đều ok hết nhá. Bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều ok hết. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là các bác chỉ việc là cho nước vào là đun thôi. Rất khủng bố luôn, rất chắc chắn dày dặn nhá. Đó. Giá thì sẽ là 430.000, lên bạn cho em là ấm đun nước 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật, 280.000 một hộp như này. Các bác có thể phủ được từ 7 đến 10 lần, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc. Thì dòng này thì nó rất là tiện dụng luôn. Đây các bác này. Đấy. Nó có sẵn đâu. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây. Đấy. Nó sẽ có sẵn cho các bác đầy đủ combo này, bao gồm là một đầu lược này, một lọ thuốc này và các cái bộ dụng cụ đi kèm nữa nhá. Đó, 280.000, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì khá là hợp lý cho anh em các bác rồi. 280.000 nhá. Các bác nào mà hay bị bạc tóc này, rồi tóc bạc này, nói chung là các bác dùng con này cho em thì nó rất là tiện. 280.000, hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này nhá, made in Japan các bác nhá, made in Japan, 280.000, dầu gội phủ bạc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thông cống vàng nhá. Đấy, nước thông cống vàng như này 60.000 một lọ. Đường ống cống rãnh nhà các bác bị tắc thì các bác dùng con này cho em. Đó, dùng con này cho em, hàng nội địa của Nhật cũng cực kỳ cao cấp luôn. Đó, made in Japan các bác nhá, made in Japan. Lên cho em là thông cống vàng 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá, bánh xà phòng của Nhật. Dòng này thì tuổi đời của nó là từ năm 1890 của thương hiệu của Nhật nhá. Đó. Thì con này sẽ là lên cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh, 40.000 một bánh như này, và 101 cho 3 bánh nhá. 342 101 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây điện của Nhật nhá, dây điện của Nhật này. Đó. Thì 5m là 240, 10m là 350 và 30m là 700 nhá. Đấy. Hàng dây thì nó sẽ là dây của Nhật thế này. Cực kỳ là dây này là dây 2.5 nhá, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Dây 2.5 của Nhật đây. Japan CU các bác này. Đây. Đấy, Japan CU, dây của Nhật xịn nhá. Japan CU dây của Nhật xịn như này. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, Japan CU dây của Nhật xịn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là dây 2.5, dây lõi đồng. Đây, có đầu đầu này có đèn báo nhá, đầu này có đèn báo và đầu đúc liền như này. Giá của nó sẽ là theo theo dây nhá. Đấy. Có dây 5m, dây 10m nhá. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Bên em về thì nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và đây, giá còn 5m sẽ là 240.000, 10m là 350.000 và 30m là 700. Thì các bác mua cái 10m này có 350 thì nó được lợi hơn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn nhá. À, cái đuôi đèn cảm ứng thì bên shop có hai mẫu. Một là mẫu đuôi lò xo, hai là mẫu một là mẫu đuôi các bác có thể là về đấu điện trực tiếp. Hai là mẫu hai đuôi hai đầu thì về nhà các bác cắm điện. Đấy. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đây. Đây, cái mẫu này sẽ là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Về nhà các bác xoáy cái bóng cũ ra, xoáy cái đuôi này vào cho em xong xoáy quả bóng mới vào cái đầu này. Đó. Gọi là đuôi hai đầu rất là tiện luôn. Thì về nhà các bác không phải đấu nối. Con này là 60.000. Còn có bên em vẫn có cái con đuôi cảm biến này. Đấy, đuôi cảm ứng này thì con này về nhà các bác phải đấu nối vào nguồn điện thì nó phức tạp hơn một chút, thì con này sẽ là 55.000. 55.000 cho con này. Đấy, cũng là cảm biến chuyển động, có người đi qua thì sáng mà không có người đi thì nó sẽ tắt. Thì có hai mẫu như vậy, một là mẫu đấu trực tiếp, hai là mẫu này nếu nhà bác nào có sẵn cái đuôi đấy rồi mà muốn thay vào thì các bác dùng con này cho em, mình thay vào cho em là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện, con này sẽ là 60.000 một chiếc. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em, tiết kiệm được từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ của gia đình nhà mình, rất là tiện ích luôn. Máy tiết kiệm điện 60.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bộ ấm trà đồng nhá, bộ ấm trà đồng như này, 450.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. À,
lên cho em là ấm trà đồng 450.000. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đĩa này, một cái đĩa như này. Đấy, tiếp theo cho các bác là bộ chén đây. Đấy, bao gồm cho các bác là một đĩa. Đấy, một đĩa 6 chén và một chuyên nhá. Chất liệu bằng đồng. Đấy. Một đĩa có 6 cái chén luôn. Đó. Cái đóng gói của nó cũng rất là cẩn thận các nhá. 6 chén một chuyên. Chuyên của nó thì nó sẽ là rất là vừa xinh nhá. Đây. Nó sẽ rất là vừa xinh và đẹp như này. Hoa văn rồng phượng này. Đấy các bác theo. Đây. Đấy. Combo cho các bác luôn. Một bộ sản phẩm như này 450.000. 450.000 các nhá. Đấy. 6 chén 10 chuyên. Các bác có thể dùng để mình uống trà, rồi nói chung là đa di năng luôn. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình trưng bày hoặc là dùng trực tiếp để mình làm các công việc hàng ngày. Đấy, rất là ok các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đó, đây các bác này. Đấy. Cái đít này của nó thì nó khá là dày đấy các bác. Đít này khá là dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đấy. Bên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng. Giá sẽ là 450.000 cho bộ chuyên chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm nó là cái bột thông cống nhá. Bột thông cống của Nhật, con này thì giá của nó sẽ là 25.000 nhá, 25.000 cho cái bột thông cống như này. Còn cái chai chai thông cống này thì nó đắt hơn một chút, nó sẽ là 60.000 cho cái chai nước thông cống như này. Rồi ok. Hello các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái ổ điện 3 tầng này. Đây, con ổ điện 3 tầng như này có chân cắm USB nhá, có 1 2 3 chân cắm USB. Dây dài thì khoảng trên 1 mét này, có chân cắm USB. Đấy, và tổng của nó là mỗi tầng này là có 4 ổ có công tắc đóng ngắt nhá. Một con ổ 3 tầng như này thì các bác dùng rất là đã luôn. Các bác để đầu những cái khu nào mà mình cần phải cắm thiết bị nhiều thì mình dùng con này chứ, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 100 cái ổ 3 tầng này bao nhiêu Phương? 150.000 nhá, 150k cho một con ổ 3 tầng như này, 150.000. Có 3 chân USB này, 3 chân USB có công tắc đóng ngắt này, có cầu dao an toàn luôn. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện, 150.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 130.000 cho một con cân sức khỏe này. 130k có kèm cả pin biếc đầy đủ cho bác luôn. Kèm pin, kèm thước đo đầy đủ cho bác một con cân như này. Các bác dùng để mình cân thì rất là tiện, lắp vào là mình cân thôi. Lắp vào là mình cân nhá. Cân này thì mặt cân của nó là kính cường lực này. Mặt cân kính cường lực. Các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, số điện tử mặt cân kính cường lực có báo nhiệt độ cho bác luôn. Đó, mặt cân kính cường lực. Con này cân được tới là 190kg, 188kg. Các bác cứ để trong để đầu nhà để mình trong góc nhà để mình đo đạc rồi cân đo sức khỏe các nhá, cân sức khỏe. Giá sẽ là 130.000. Lên cho em là cân sức khỏe 130k nhá. 130k cân sức khỏe này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một con chắn bếp ga như này. 25k. Các bác dùng thì mình chắn bếp ga này, 25k. Đó. Chắn gió bếp ga thì mình dùng để mình đặt vào cái bếp ga nhà mình chắn cho gió bão nó khỏi bị gió gọi là gió quạt mình đun hoặc quạt hoặc gió ngoài tự nhiên nó sẽ tạt nó mất ga đi và các bác đun nó sẽ không được giữ được nhiệt. 25.000 nhá. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt. Cái chai này là để các bác xịt khởi động lại động cơ bị ấy nhá. Đấy, xịt RP7 này, RP7. Xịt RP7 giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho chai xịt RP7 như này. Đấy. Làm cho động cơ của các bác bị chống bị ham gì các thứ là khởi động lại động cơ này, ốc vít các thứ này. Đấy, rất là tiện luôn. Bác này sửa chữa này. Hàng của Haboshi của Nhật nhá, Haboshi của Nhật. Đó, 50.000 cho chai xịt RP7 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ ba trà lưng giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000 thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây, thì các bác nhận được hàng là trong túi như này. Đấy, trong túi như này nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây này, cái này là cái dây để các bác tắm thì lúc các bác kỳ thì mình kỳ lưng này, lưng rồi nói chung là chân tay đều được hết, mình cầm mình kỳ. Đấy, tiếp theo là một cái bông tắm như này, một cái bông tắm như này. Đó, bông tắm thì các bác đeo vào tay này cho em để mình tắm này. Đấy, tiếp theo là một cái cọ như này, cái cọ này thì các bác đeo vào tay này cho em này. Đấy, đây các bác có thể đeo vào tay như này, đeo vào tay như này để mình đây, đeo vào tay như này. Đấy, đeo vào tay này mình kỳ này. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đây, nó có cái này. Các bác đeo vào mình kỳ này. Đấy, kỳ này thì nó sẽ rất là sạch này. Đấy, sạch vệ sinh mà rất là thích luôn. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mặt như này. Các bác có thể đeo tay vào như này. Đeo tay này mình kỳ cọ cho em. Đấy, khi mình tắm thì mình kỳ cọ rất là thích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 nhá. Bộ ba trà lưng, giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái bộ ba trà lưng như này nhá. 30.000 cho bộ ba trà lưng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 nhá. Con này thì nó sẽ là một con máy chạy bằng pin như này.
Đấy, một con máy chạy bằng pin này, đấy, chạy bằng pin và nó sẽ có hai đầu như này, một đầu gọng vó và một đầu lò xo như này. Đấy, các bác đưa vào đánh trứng, đánh cà phê. Buổi sáng các bác pha cà phê đưa con này vào đánh rất là ngon luôn nha. Máy đánh trứng đánh cà phê giá thì sẽ là 80.000 nha, 80.000 cho con máy đánh trứng đánh cà phê như này, rất là tiện luôn, dùng rất là ngon. Máy đánh trứng đánh cà phê rất là ngon luôn nha, 80k cho con máy đánh trứng đánh cà phê như này. Đó, còn đây là cái bông để các bác khi mình tắm thì mình kỳ đây. Đấy, đeo này cho em này. Đấy, kỳ rất là sạch luôn. Đó, đây. Đấy, rất là tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 30.000 cho một cái bộ combo như này. Combo này, bộ ba trà lưng nhá, bộ ba trà lưng. Giá sẽ là 30.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phạm huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp cho em. Đừng quên cho em xin nút like nhá. Cái này 25 đúng không? 25. Đọc giá luôn. 25, đúng không? Cái này là 40 này. Cái này. Cái này lấy đủ bộ cho anh. Cái này là 10 à? Cái này là 15. 15k một cái bàn chải này các bác nhá. 15.000 một cái bàn chải này. Đấy. Đây các bác lên cho em là bàn chải cầm tay nhá. Bàn chải cầm tay như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ xong nồi rồi, nói chung là đa chức năng được luôn. Đấy, tắm rửa kỳ cọ chân tay rất là sạch luôn. Đấy, cầm như này rất là tiện nhá. 15k một chiếc, mua 3 cái thì sẽ là 40.000 nhá. 3 cái 40.000. Lên cho là bàn chải cầm tay này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa của Nhật nhá. Đấy, đũa đen của Nhật như này. À, đũa này thì bên shop bán là 40.000 một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Đũa được làm từ sợi thủy tinh sáng bóng. Đấy, đây. Được làm từ sợi thủy tinh sáng bóng này, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc, chống vi khuẩn nhá. Giá thì sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, lên cho em là đũa Nhật 40.000 một vỉ 10 đôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 4 cưa kéo này. Đấy. Cái bán lẻ bao nhiêu? Bộ 4 cưa kéo như này, nếu mua combo 4 món thì giá của nó sẽ là 160.000. Đấy, mua lẻ thì con kéo cắt cành này thì sẽ là 70k này. Đó. Con cưa gấp trắng đen này thì sẽ là 50.000 này. Đó. Con cưa lách thì sẽ là 40k nhá, 40k. Và con kéo tỉa 25 này thì tỉa 25 này thì sẽ là tỉa 20 bao nhiêu? 50.000, lấy cái tỉa 25 luôn, 50.000 nhá. Đấy. Các bác mua lẻ thì nó rất là đắt, còn mua combo thì giá chỉ có 160.000 thôi. Combo sẽ là 160.000 cho một cái bộ 4 món như này. Đấy, bộ 4 món như này. 1 này, 2 3 4 món. 4 món sẽ có là giá là 160.000. Đấy, còn mua lẻ thì con kéo hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, made in Japan hết. Con kéo cắt cành này sẽ là 70.000 này, 70.000. Đấy, còn con cưa gấp đây. Cưa gấp trắng đen cũng hàng của Nhật luôn. Đó, Japan các bác này. Đây. Con này thì sẽ là 50.000 nhá. Dài là 30 cm. Đó, 50.000. Đấy, tiếp theo là con cưa lách 40.000. Đấy, 40.000 cho con cưa lách như này. Đây, Japan các bác này. Đó, đều hàng của Nhật hết nhá. Cưa lách 40.000. Và con kéo tỉa 20 cm, dài 20 cm này, con này cũng là 50.000 luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái súng xịt cái này nó sẽ là súng xịt nước nhá. Đấy, súng xịt nước giá sẽ là 150k trong con súng xịt nước như này. 150.000 cho một con súng xịt nước như này nhá, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi cọ rỉ nhá. Đấy, con này thì các bác để đánh kỳ cọ rỉ nó sẽ là bằng thợ xếp sợi thép vàng như này. 15k trong cái sợi cọ chổi cọ rỉ như này nhá. Kỳ cọ rỉ sét hoặc là các bác đánh rêu, đánh giếc mọi thứ đều ok hết nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây thít nhá. 25.000 cho một bịch này. Một bịch này sẽ là 250g. Nó sẽ có kích thước là 40, kích thước của nó sẽ là đi 25, 20, 25 và 30 nhá. Chiều dài của nó này sẽ là 20, 25, 30. Đấy, đều là 250g đấy. Lên cho em là dây thít nhá, dây thít. Đó, cái này em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay bằng tay nhá. Con này thì các bác 245.000 cho con máy xay bằng tay như này. Đấy, con này các bác dùng để mình xay, gọi là xay các loại đều ok hết nhá. Đấy, xay các loại đều ok hết đây. Các bác có thể đưa trực tiếp vào cốc hoặc là vào bình là mình bật điện lên là mình xay thôi. Rất là tiện luôn. Máy xay nhá. Lên cho em đó là máy xay cầm tay 245.000. Đây, nó có cái đầu nghiền vào đây, nó sẽ có bánh con. Đây. Rất là tiện các bác này. Đấy. Nó sử dụng bằng điện nhá. Đây các bác này, sử dụng điện như này. Đấy. Các bác chỉ cần cắm điện vào, nhấn nút cho em là xong. Và đây nó sẽ có cái cánh chém như này. Khi rửa vệ sinh nó rất là dễ. Các bác muốn xay các cái loại hoa quả trái cây chỉ cần đưa vào cốc cái là xay là xong. Giá thì sẽ là 245.000, sử dụng điện 220V nhá. Hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước và dùng nó tiện ích ạ.
các bác dùng máy xay sinh tố thì mình đi rửa giấy nó rất là phức tạp lằng ngoằng, mất công, nhưng con này thì dùng rất là tiện luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái áo mưa các bác này. Đây. Đấy, đây nó sẽ là cái áo mưa như này. Bộ quần áo mưa nhá. Đấy, cả bộ như này luôn. Cả bộ như người ta mặc trên hình này này. Đấy, chỉ có một bộ thôi. Cái này chụp nó cả hai nhưng này chỉ có một bộ thôi nhá. Một quần một áo nhá. Một quần một áo như này, bộ quần áo mưa. Đó. Combo của nó là sẽ là một quần một áo như này nhá. Một quần một áo như này. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, thương hiệu Tú Phong nhá. Đó. Giá thì sẽ là 195.000 nhá, bộ quần áo mưa. Giá sẽ là 195k. 195k cho bộ quần áo mưa như này nhá. Bộ quần áo mưa 195.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ nồi nhá. Đấy, mũ nồi. Bên em có hai màu, đó là màu đen và màu nâu như này. Đấy, màu đen và màu nâu cho cái mũ nồi rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái mũ nồi như này nhá. 100k cho con mũ nồi như này. Đấy, đội vào thì rất là ôm form, ôm dáng đẹp. Đây em đội thử cho các bác xem luôn. Đó, trực quan. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đội vào rất là đẹp luôn. Ôm form, ôm dáng cực kỳ tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó. Rất đẹp luôn, các bác thấy chưa? Đó, 100.000 nhá. 100.000 cho con mũ nồi da như này. Ở đây thì có hai màu, màu đen và màu nâu, 100k một chiếc. Chất liệu bằng da các bác nhá. Đó. Chất liệu bằng da rất là đẹp luôn. Đấy, ôm form, ôm dáng rất là đẹp, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chuột không dây nhá. Đấy, chuột không dây. Con này thì nó sẽ sử dụng bằng pin và có kèm pin cho các bác rồi. Đây. Có kèm pin cho các bác luôn, một con chuột không dây như này. Pin con dạng pin con thỏ to và có kèm pin luôn. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Đây. Tháo con này ra này. Đấy, lắp pin vào đây này. Đấy, lắp pin vào đây. Đó. Có sẵn pin cho các bác rồi. Tháo ra lắp pin vào cho em là xong. Đó. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Đấy, bên em có về được có 20 con thôi. Đấy. Chuột không dây rất là tiện luôn. Đây là cái thân chuột của nó này, đây cái chip của nó này. Đấy. Các bác mở cái nắp này ra là nó sẽ có hết luôn. Con này thì cái độ thiết kế của nó rất là ôm tay nhá. Các bác dùng không bị mỏi tay, rất là ôm tay luôn. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật này. Đấy, rất là chất lượng cho các bác luôn. Đây, Logitech này, hàng của Nhật này. Đó. Tem mác đàng hoàng. Con này thì nó xuất đi rất là nhiều nước luôn nhá. Xuất đi rất là nhiều nước luôn. Giá thì các bác lên cho em là chuột không dây nhá. Thanh lý cho các bác giá chỉ có cho các bác là 90.000 cho con chuột không dây này thôi. Đấy, hàng nguyên cái khâu đóng gói của nó, hàng của hãng nó đã chất lượng rồi các bác này. Đấy, chuột không dây xuất đi khá là nhiều nước luôn nhá. 90k. 90k cho cái chuột không dây như này nhá. 90.000 cho cái chuột không dây như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đây. Cái bộ rổ nhá. Đây. Đấy. Bộ rổ vuông như này nhá. Một cái bộ rổ vuông như này. Giá thanh lý cho các bác sẽ là 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Hàng của nhựa của Việt Nhật này các bác này. Đấy. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, các bác theo. Rất là bền dẻo dai luôn. Combo cho nó sẽ là 3 rổ 3 chậu nhá. 3 rổ 3 chậu 90.000. Đấy. 3 rổ 3 chậu như này. Cứ từng cặp một. 3 rổ 3 chậu đây. Đấy. Lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này, 90.000. Đấy, tiếp theo thì qua lên cho em là cái giấy lau bếp nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái giấy có tẩm sẵn các cái xà bông tẩy rửa rồi. Đấy, xà bông tẩy rửa tự nhiên nhá, dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Đây. Đấy. Ví dụ đây em viết cái vết mực ra này, viết cái vết mực ra này. Đấy. Tẩy phát sạch luôn các bác này. Đấy. Các bác thấy không? Đây, tẩy sạch luôn, các bác thấy không? Đó. Tẩy sạch luôn các bác nhá. Thì các bác cứ dùng thì mình tẩy rửa này. Rất là tiện ích cho em luôn. Đó, đây, nó sẽ tẩy ra như này, rất sạch luôn nhá. Giá sẽ là 2. Cái lau bếp này 25 à? Lau bếp này 25 à? 25k nhá. Lên cho em là giấy lau bếp 25.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ thì sẽ là 90.000 cho con máy đọc thẻ như này. Đấy, đây nó sẽ là một thân máy này và một cái bộ thẻ như này. Bộ thẻ thì nó có vài trăm cái thẻ luôn. Đấy, vài trăm cái thẻ luôn. Đây, có cả tiếng Việt tiếng Anh bật nguồn lên cho em này. Đấy. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Này. Bố. Father. Đó, cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn nhá. Mẹ. Mother. Đấy, nó rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn, rất nhiều chủ đề khác nhau luôn nhá. Đó, nhiều chủ đề, nhiều ngôn ngữ khác nhau để cho các bác, cho các em nhà mình học tập nhé. Có tới là 112 thẻ với 210 ngôn ngữ khác nhau. Đó. Lên cho là máy đọc thẻ, giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 90.000 thôi. Đấy, máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k nhá. 90k cho máy đọc thẻ như này. Đây, tiếp theo là bộ bao hũ gia vị nhá. Một cái bộ bao hũ gia vị như này. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60k. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ba cái hũ gia vị như này nhá. 60.000 cho một cái bộ bao hũ gia vị như này.
Hàng này thì nó rất là tiện ích các bạn. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái hàng mà đây, mở nắp ra này. Đấy. Mở nắp ra này. Đấy. Có cả thìa luôn. Đây. 60.000 được cái bộ ba hũ gia vị như này. To đẹp các bạn. Đấy. Muối mắm mì chính hạt tiêu các bác cho đây cho em. Đó. Bộ ba hũ gia vị giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy thái rau. Con này thì chuyên dùng để thái rau củ quả rất là tiện luôn. Đó. Đây, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em, lắp đặt vào cho em là mình sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Máy thái rau củ quả nhá. Một cái bộ combo máy thái rau củ quả như này. Giá sẽ là 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. 100k cho con máy thái rau như này. 100k. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ chống nắng nhá. Đấy, mũ chống nắng như này. Đây. Mùa nắng các bác đội vào cho em. Đấy, chống nắng rất là tốt luôn. Giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 cho con mũ chống nắng như này. Cái mũ chống nắng này bao nhiêu nhỉ? Đấy, 100.000 đợt này thanh lý cho bác giá còn 70.000 thôi. 70.000 cho con mũ chống nắng như này này các bác này. Đấy, cái này là các bác bịt mặt đằng trước này. Đấy, còn cái này nó sẽ chùm vào đằng sau này. Chống nắng cực kỳ tốt luôn. Giá 100 thanh lý còn 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nhá, 25.000. Đấy, bếp ga nào cũng vừa hết, các bác chỉ cần đặt vào cho em là theo nó cái khớp như này là xong. Đặt vào thì nó sẽ vừa là chắn gió vừa là giữ nhiệt cho cái nhiệt nó đẩy hết lên nồi, thì khi các bác đun nấu nó sẽ rất là ngon lành và sạch sẽ nhá. Đấy, ngon lành sạch sẽ, và khi mà các bác sử dụng ấy thì nó dạng như là nó giữ nhiệt tốt hơn, đun nấu nó nhanh hơn các bác nhá, đun nấu nó nhanh hơn. Đấy, đây em sẽ cho các bác xem trực quan cái máy thái rau của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Máy thái rau củ quả. Đây các bác này. Đấy. Các bác lắp vào này. Đấy. Đây là sử dụng thực tế luôn nhá. Đó, rất là ngon luôn. Các loại rau củ quả nhá, rất là tiện luôn. Đấy các bác theo. Rất là tiện luôn nhá. Các loại rau củ quả đưa vào được hết. Thái lát, thái sợi. Đấy, các loại lưỡi của nó đây, các bác lắp vào cho em là xong. Vệ sinh dễ dàng các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy thái rau như này. Ok. Hello, chào các bác quay trở lại với Xúc Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em về cho các bác đó là bên shop về cho các bác một cái con máy này. Đó. Con này nó sẽ là một cái dòng đây. Máy xay tiêu nhá. Đây nó sẽ là một con máy xay tiêu tự động các bác nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là sử dụng 6 quả pin con thỏ nhỏ như này. Bên em bán là không có kèm pin đâu. Đấy, 6 quả pin con thỏ nhỏ, về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Sau đó thì mình lắp cái phần này vào này. Đấy, lắp cái phần này vào. Đây, ở đây thì nó có cái mũi tên này các bác sập vào cho em này. Và cái phần thủy tinh này là để các bác lắp tiêu vào đây nhá. Lắp tiêu vào đây. Đó, các bác cho tiêu vào đây cho em. Cho tiêu vào phần thủy tinh này và nó sẽ chảy xuống đây và nó sẽ xuống cái đầu có đèn này, thì nó sẽ là hàng tự động không nhá. Bình thường các bác để đứng như này thì nó sẽ không chạy này. Các bác lật nghiêng như này là tiêu nó rơi xuống và nó sẽ tự xoay và tiêu nó sẽ văng ra ngoài này. Rất tiện luôn. Đấy, khi nào các bác dùng nhá, khi nào các bác ăn thì các bác chỉ cần là nghiêng như này thôi là nó sẽ tự xoay và nó chảy ra ngoài. Thì lúc nào nó cũng giữ được mùi hương hương vị thơm và ăn đến đâu xay đến đấy. Nghiêng như này là nó sẽ rơi ra này. Đấy, dựng đứng lên là nó tắt này. Nghiêng này nó sẽ tự xay nó rơi ra. Đó. Con này thì giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy, một con máy xay tiêu chất lượng như này. Đấy, bên trên thì bằng inox, bên dưới bằng thủy tinh nhá. Máy xay tiêu giá sẽ là 80k cho con máy xay tiêu như này nhá. 80.000. Đây, các bác xem cái video thực tế của em luôn. Đó. Em sẽ có video thực tế cho các bác xem nhá. Trong diện bếp của các mẹ với động cơ dùng 6 pin mạnh mẽ, máy có thể xay nhuyễn các loại gia vị khó nhằn như muối hột một cách dễ dàng. Đấy, và nhanh rất là ngon luôn các bác nhá. Dễ dàng, thao tác cực đơn giản, chỉ cần cho gia vị cần xay vào trong ổ đun và lắp vào thang máy. Đấy, các bác cho gia vị vào cho em này, xong đó thì lật nghiêng lên là tự nó sẽ đẩy tiêu ra này. Đấy. Đó, đây. Đây ở đây họ đang bán là tới 229.000 này các bác này. 229.000 mà bên shop em bán chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 thôi nhá. Đây. Đấy. Máy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, lật nghiêng này là nó sẽ xay này. Có cả tia cực tím để khử khuẩn các thứ luôn, rất là an toàn nhá. Đấy. Giá chỉ có 80 cành cho một con máy xay tiêu này thôi. Tiếp theo thì bên shop có một số mã thanh lý này. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là con hút bụi thảm này. Đấy, con hút bụi thảm. Con này bên em đang bán là 280.000. Đấy, con này thì nó sẽ là mất hộp. Thanh lý cho các bác với giá đó là 150.000 nhá. 150.000. Hàng bị mất hộp nhá. Hàng mất hộp thanh lý 150.000. Còn con này bên em đang bán nguyên bản của nó sẽ là
280.000 cho một con máy hút bụi giường như này. Đấy, hút rất là khỏe luôn các bác nhá. Hút rất là khỏe luôn. Đó. Con này bán thanh lý 150.000 này. Tiếp theo thì bên shop có con máy cạo râu Zandu này. Con này thì em đang bán với cái giá đó là 90.000. Con này thanh lý nốt cho các bác. Đấy. Hàng này thì thanh lý cho các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho con cạo râu Zandu thanh lý này. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là một cái con sạc không dây này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Hãng RAV Power này. Đó. Hàng này thì sạc không dây, các bác chỉ cần cắm nguồn vào cho em, sau đó thì đặt cái điện thoại lên đây. Đặt điện thoại lên đây là nó sẽ tự sạc nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác, con này là 250.000, thanh lý cho bác 150.000 cho con sạc không dây như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Sạc không dây thanh lý nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con đèn đọc sách này. Đấy, đèn đọc sách như này. Là bằng cảm biến này các bác này. Đấy, cảm biến như này. Có 1 2 3 chế độ như này nhá. Lên cho em là đèn đọc sách này. Con này là 150.000, cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 100.000 cho con đèn đọc sách như này. Có một con duy nhất thôi, có 3 chế độ sáng. Các bác kẹp vào quyển sách như này cho em, sau đó thì mình gập vào như này. Đấy, các bác nhỏ có tí tuổi rồi thì dùng con này rất là thích. Đấy, giá sẽ là 150.000 cho con đèn đọc sách như này nhá. Và một cái bộ củ sạc như này nhá, bộ củ sạc của Samsung Type-C như này. Đấy, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 30.000 cho cái bộ củ sạc như này, bao gồm cả củ cà dây như này. 30.000 các bác nhá, 30.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông cửa, chuông báo trộm nhá, chuông báo trộm. Đấy. Con này thì các bác chỉ cần bật lên cho em này. Đấy, bật lên. Đấy, mình để như này. Bình thường thì nó sẽ là không kêu, và khi mà mình tách rời nhau ra thì nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy, nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Ở đây thì nó sẽ sử dụng cái quả pin. Về nhà các bác lắp, tháo cái phần cản pin này ra cho em này. Ở đây nó sẽ có cái phần cản pin, tháo ra cho em. Đó, tháo ra. Đấy, và các bác sử dụng thôi. Đây nha, các bác để vào như này này. Để vào này thì nó sẽ không kêu này. Đấy, bật lên cho em này. Đấy, để này thì sẽ không kêu. Bỏ ra nó sẽ hú này. Đó. Đấy, thì khi mà mình dán vào hai cái mép cửa nha, dán vào hai mép cửa. Đó, buổi ban đêm trộm nó chỉ cần là kéo cửa ra cái là nó kêu luôn. Đấy. Rất tiện ích luôn các bác nhá. Kêu rất là to luôn. Đó. Thì khi mà trộm nó thấy cái tiếng kêu này là nó sẽ bỏ đi luôn. Đó. Thì lên cho em là chuông báo trộm nhá. Chuông báo trộm. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 30.000 cho cái chuông báo trộm như này nhá. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30k cho cái chuông báo trộm như này, 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái găng tay thức ăn này. Đấy. Một hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Chất liệu của nó là ni lông lụa nhá. Ni lông tinh lụa. Đấy. Rất là mềm và dẻo dai. Thì tay đàn ông của em to như này mà đi cũng vẫn vừa hết nhá. Và rất là ôm tay luôn. Thì các bác cứ đi vào cho em là xong. Đó, các bác đi chậm rãi vào cho em là xong. Đó, đây các bác này. Đấy. Ni lông lụa rất là ôm tay luôn. Thì các bác có thể dùng để mình bóp nem, bóp nộm, làm thực phẩm, làm thức ăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 thôi. Găng tay thức ăn giá sẽ là 20k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khăn mặt này. Khăn mặt một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc. Giá sẽ là 55.000 nhá. 55k cho một bịch 10 chiếc như này. Và mua lẻ thì sẽ là 20.000 3 cái nhá. 20.000 cho 20k. 20k là được 3 cái thôi. Còn 55.000 một chục luôn. 55.000 một chục các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn thiếc nhá. Mỏ hàn thiếc. Tên cho em là mỏ hàn thiếc xanh này. Mỏ hàn thiếc xanh như này. Công suất của nó sẽ là 60W. Có điều chỉnh nhiệt độ nhá. 60W có điều chỉnh nhiệt độ cho các bác luôn. Đấy, và có kèm cho các bác là một bộ mũi thay này, một cái cuộn thiếc và một hộp nhựa thông như này. Combo đầy đủ cho các bác. Giá thì sẽ là 100.000 nhá. 100.000. Lên cho em là mỏ hàn, mỏ hàn thiếc. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ mỏ hàn thiếc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mũ này. Đầu tiên thì nó sẽ là mũ đại bàng nhá. Có mũ đại bàng này thì giá của nó sẽ là mũ đại bàng bao nhiêu nhỉ? 90.000 cho cái mũ đại bàng như này nhá. Đấy, mũ đại bàng này, hàng của Mỹ các bác nhá, hàng của Mỹ, mũ đại bàng rất là đẹp luôn, 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái mũ xanh và mũ dàn di nhá. Mũ xanh và mũ dàn di. Đấy, hàng đều của Mỹ hết. USA của Mỹ này. Mũ xanh và dàn di này thì đều giá của nó sẽ là 65.000 nhá. 65.000 một chiếc. Đấy, còn mũ đại bàng thì nó sẽ đắt hơn một chút. Mũ đại bàng thì 90.000. Còn mũ xanh và mũ dàn di thì đều là 65.000 một chiếc nhá. Các bác lấy mũ nào thì lấy nhá. Đó. Hàng thì đội ôm form ôm dáng rất là đẹp luôn. Hàng của quân đội Mỹ, USA. Đấy, USA Army. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gấp nóng này. Đấy, cái này thì các bác gấp thực phẩm, gấp thức ăn, chiên, rán, xào, nấu đều được hết. Giá thì sẽ là 30.000 cho cái gấp nóng như này. Đấy, lên cho em là gấp nóng, giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000. Đấy, hàng bằng inox 304 dày dẫn chắc chắn.
giá thì chỉ có 30.000 thôi, 30.000 cho cái gắp nóng như này các bác nhá, 30.000 để các bác gắp chiên rán xào nấu rán cá rán kiếp. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Đấy. Đồng hồ đo vôn ampere này, các bác về chỉ cần bật lên cho em là xong. Đấy. Đồng hồ vôn kế nhá, lên cho em là đồng hồ vôn kế. Con này thì các bác đo đo vôn, đo ampere rồi đo các kiểu đo được hết nhá. Đấy. Con này thì giá chỉ có 100 cành thôi, 100.000, có sẵn tích hợp pin cho các bác rồi, sẵn tích hợp pin rồi. Đó, và có cả đầu đo như này. Về nhà các bác đo vôn, đo ampere các thứ đều ok hết, giá chỉ có 100 cành thôi. Lên cho em là đồng hồ vôn kế nhá, đồng hồ vôn kế. Giá sẽ là 100.000. Đấy, có sẵn dây đo các thứ đầy đủ cho các bác luôn, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 100k nhá, 100.000 cho con đồng hồ vôn kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nên bây giờ cho vào đây à. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Đấy, bộ gắp bát đĩa combo cho các bác sẽ bao gồm cho các bác là 3 món này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một cái gắp như này. Đấy, một cái gắp này các bác có thể kẹp vào bát, kẹp vào đĩa thì mình ngửa lên, kẹp bát thì mình úp xuống này. Còn cái này chuyên để gắp đĩa này, gắp đĩa và gắp cái khay nóng hấp này. Đó, và có cho các bác là hai cái lót tay như này nữa nhá, hai cái lót tay này nữa. Giá thì sẽ là 50 cành. 50 cành cho cái bộ gắp bát đĩa như này. Cái kia là gắp nóng còn cái này là gắp bát đĩa nhá. Đấy, thì con này sẽ là đa di năng hơn. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa, giá sẽ là 50.000 cho cái bộ gắp bát đĩa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đó, các bác dùng tay như này thì rất dễ đổ vỡ nhá. Đấy, gắp bát gắp đĩa rất là ngon lành luôn. Đấy. Rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, bộ gắp bát đĩa giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái các bác lên cho em đó là đầu, các bác lên cho em là đầu phun thuốc nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái xi lanh như này để các bác bơm này. Đó. Về nhà các bác có chai Coca, chai nước lọc rồi các cái loại chai đều vừa hết, cái gioăng này nó là gioăng phổ thông nhá, cái gen này là gen phổ thông vừa hết luôn. Các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu cái gen cho em, đầu cái chai Coca, chai 7 áp cho em. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đây đây nó sẽ có đầu bét để các bác điều chỉnh để mình tưới cây phun xương này. Đó. Giá sẽ là 35.000. Các bác khỏi phải mua một cái bình to rất là bất tiện nhá. Đấy, phun thuốc trừ sâu này, tưới hoa, tưới lan đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là đầu phun thuốc nhá, đầu phun thuốc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là 35.000 trong cái đầu phun thuốc như này, 35k trong cái đầu phun thuốc như này, rất là tiện luôn. Đấy, giá chỉ có 35k thôi. Về nhà lúc nào mà các bác lắp vào cái chai Coca. Đấy, đây các bác này, về nhà các bác lắp vào cái chai Coca cho em. Đó, cái chai Coca này là vừa in luôn. Đấy, xoáy vào. Sau đó thì mình bóp như bình thường. Đó, đẩy như bình thường để lấy khí này. Sau đó thì mình xịt thôi. Đấy, các bác thấy chưa? Xịt tưới cây rồi phun thuốc trừ sâu thứ nó rất là tiện. Đó. Rất là tiện luôn, đầu bét có thể điều chỉnh này. Các bác chỉ cần mua mỗi cái đầu vòi này của em là xong. Mua mỗi cái đầu vòi này thôi, nó tiện lắm. Về nhà sau đó thì về nhà các bác lắp luôn một cái chai Coca. Nó tiện hơn nhiều. Mà giá thì ưu đãi hơn, chỉ có 35.000 thôi. Bây giờ nếu mà các bác mua một cái cả một cái bình tưới cây nó sẽ mất thằng 1 đến 200.000. Đấy, mà đã không tiện ích. Còn cái này nhỏ gọn, các bác dùng xong thì mình có thể cất đi. Đó, rất tiện luôn. Đấy, một cái đầu đầu phun thuốc như này. Lên cho em là đầu phun thuốc, giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000. Đầu phun thuốc này, 35k thôi. Đầu phun thuốc. Giá rất ưu đãi cho bác luôn, đầu phun thuốc. Giá sẽ là 35k nhá. 35k cho cái đầu phun thuốc như này. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mà. Bên shop tiếp tục về cho các bác cái băng dính điện nhá, băng dính điện hàng nội địa của Nhật này. Đấy. Có những cái lô thì nó còn nguyên kiện như này các bác này, còn nguyên kiện như này, nhưng mà cái này thì nó không có nhiều. Đấy, còn nguyên kiện như này luôn. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng của thương hiệu Denka này. Made in Japan các bác này. Đây. Đấy, made in Japan các bác nhá. Đó, các bác thấy chưa? Made in Japan nhá. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Băng dính của bên em thì dòng này nó là sẽ là siêu dai, siêu dính nhá. Đó. Siêu dai, siêu dính cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Giá sẽ là 80k trên một cân nhá, 80k trên một cân. Đây các bác này. Đó, đây. Đây. Các bác thấy không? Kéo thoải mái luôn. Siêu dai, siêu dính và siêu mỏng luôn. Gần như không có lõi nhá. Lõi là gần như không có đâu. Siêu dai, siêu dính, siêu mỏng. Bên shop sẽ bán cho các bác với giá đó là 10k một quận nhá. Đấy, 10.000 trên một quận. Đấy, các bác mua quận thì sẽ là 10k một quận nhá. 10k trên một quận to như này. Đấy. Còn quận nhỏ như này thì sẽ là 5.000 này. Đây. Quận nhỏ này sẽ là 5k này. Đó, 5k.
con nhỏ là 5k, con to là 10.000. Đây, đấy, nó một gấp đôi luôn. Con nhỏ 5k, con to là 10k, và mua cả cân thì sẽ là 80k trên 1 kg nhá. 80k trên 1 kg, nửa cân thì sẽ là 45k nhá. 45.000 trên nửa cân. Đó, 80k trên 1 kg nhá. 1 kg, còn nửa cân sẽ là 45.000. Băng dính cũng đủ màu luôn. Đấy, màu đen, màu xám, màu trắng, đủ màu cho các bác luôn. Giá thì siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái vít 6 cạnh như này nhá. Đấy, vít tôi vít 6 múi nha. Đấy, vít 6 đầu nhá. 2 này, 4 này, 6 đầu. Với một cái đầu này nó là 7 thì em gọi là vít 6 đầu nhá. Vít 6 đầu rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đó. Một cái tô vít như này bao gồm cho các bác có sẵn 6 đầu như này. Lên nha, là tô vít 6 đầu giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con vít 6 đầu như này. Các bác có thể dùng để sửa chữa thay tháo, nó rất là tiện luôn, có sẵn ở đây luôn. Đó, có sẵn ở đây luôn. Mình chỉ cần rút ra là mình thay tháo thôi. Đấy, lên cho em là vít 6 đầu giá của nó sẽ là 50k. 50k cho con vít 6 đầu như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái kẹp bạt nhá. Đây, đây nó sẽ là cái kẹp bạt như này. Thì các bác có thể kẹp vào bạt này, kẹp vào các cái vải cái bạt đen ấy, bạt đen, bạt xanh để các bác kẹp, hoặc là kẹp vào dù cũng được. Đấy, rất là tiện luôn, khi kẹp vào nó rất là chắc như này. Đấy, hoặc là kẹp vào những cái rèm cửa, rèm kiếc bằng vải nhá, các bác kẹp vào được hết nhá. Đấy, về nhà các bác chỉ cần sập cái này cho em xong, sập cái này cho em xong. Đó, nó khóa rất là chắc luôn, thì khi sập vào rồi thì các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đấy, về nhà mình sập nó vào là mình có thể kéo luôn dây vào đây và kéo đi nhá, chăng bạt chăng kiếc nhá. Giá sẽ là 25.000 một chục nhá. Đó. Các bác lên cho em là kẹp bạt 25k trên 10 cái, 25.000 trên 10 cái các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái thước rút tự hãm này. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, rút ra là tự hãm, bản to nhá, số rõ ràng nhá. Đấy, thước rút tự hãm có dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. Đấy, thước rút tự hãm. Đó, rất là ngon luôn. Đấy. Con này thì ưu điểm là các bác dùng là không phải giữ, không phải giữ. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm cho mình. Đấy, rút ra tự hãm. Lên cho em là thước rút tự hãm nhá. Đấy. Thì con 5m thì sẽ là 40k này, 5m là 40k. Đấy. Còn con 7m là 50.000. Đấy. Đây. Con 5m thì sẽ là 40k nhá. Đấy. 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đó. 7m rưỡi, 7,5m thì sẽ là 50k. Đó. Và 10m thì sẽ là bằng 60k nhá, bằng 60.000. Đấy, 5m 40.000, 7m rưỡi 50.000 và 10m là 60.000. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái thắt lưng dù lỗ nhá. Đây, một con thắt lưng dù lỗ như này. Dùng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy. Thắt lưng dù lỗ như này dùng rất chất lượng nhá. Đấy. Hàng của quân đội nhá, thắt lưng dù hàng của quân đội như này. Rất là ngon luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con thắt lưng dù lỗ như này, giá chỉ có cho các bác là đi đây, có cả những cái đai điếc các bác thắt vào này, rất là ngon luôn. Một con thắt lưng dù lỗ như này rất nhiều lỗ nhá. Đấy, ở đây nó rất là nhiều lỗ luôn các bác, kể các bác bụng bự 1m2, 1m3 cũng ok hết nhá. 1m2, 1m3 cũng ok hết. Cái dù lỗ này là bao nhiêu đấy? Thắt lưng dù lỗ này giá sẽ là 70k nhá. Lên cho em là thắt lưng dù lỗ này, giá của nó sẽ là 70k cho một con thắt lưng dù lỗ như này. 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái mũ ông già nhá. Mũ ông già như này, giá thì sẽ là 105k nhá. 105k cho cái mũ ông già như này các bác này. Đấy. Con này thì đội rất là ngon, ôm form ôm dáng, đặc biệt là chuẩn bị hết mùa hè sang mùa đông rồi, hoặc là các bác ở trong miền Nam đấy các bác. Đó, đội như này. Các bác có thể thắt xuống như này. Đấy, thắt như này rất là ấm luôn. 105.000 nhá. Ngoài ra thì các bác có thể cho lên như này thì nó sẽ là thành một cái mũ bình thường. Đấy. Cho lên như này các bác thắt dây vào cho em là xong. Thì nó sẽ là thành một cái mũ bình thường. Đấy. Một cái mũ đội bình thường rất là ngon lành luôn. Đấy, khi mà ra ngoài đường hoặc là trời lạnh các bác bịt cái này vào cho em, rất ấm luôn. Thắt dây vào thì nói chung là gió lạnh thì chỉ có ở ngoài khóc thôi. Đấy. Cái này thì năm ngoái bên em cháy hàng nhá. Sớm đi. Đấy, các bác có thể mua sớm đi. Đó, giá thì sẽ là 105.000. Lên cho em là mũ ông già nhá. Mũ ông già. Giá sẽ là 105.000. Đó. Mũ ông già này. Giá sẽ là 105k nhá. 105.000 cho con mũ ông già như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái sản phẩm mũ rất là đẹp luôn, đó là cái mũ nồi nhá. Đây. Đấy, cái mũ nồi như này. Bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu đen. Đấy. Màu nâu và màu đen như này. Đấy, màu nâu màu đen. Thì con mũ nồi này thì giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con mũ nồi như này. Con mũ nồi này cũng đội rất là ngon luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Em đội con mũ nồi cho bạn xem này. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Đó.
các bác đội trời nắng trời mưa đều được hết nhá, trời nắng trời mưa đều được hết, hoặc là mùa đông thì các bác đội giữ ấm cho đầu của mình rất là tốt luôn đó, rất là ngon lành luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là mũ nồi có hai màu, màu đen và màu nâu, hai màu đều đẹp hết, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá sẽ là 100.000 cho con mũ nồi như này, 100.000 nhá. Đó, 100.000 cho con mũ nồi như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, ôm form ôm dáng. Đấy, đầu nào cũng đội được hết nhá. Lên cho em là mũ nồi giá sẽ là 100k, còn mũ ông già là 105.000. Tiếp. Bên shop về cho bác hai cái mẫu đá mài hàng của Nhật nhá. Đấy, đá mài. Có hai màu, màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000, giá sẽ là 90.000 nhá. Đấy, à, màu vàng này là 5.000, 10.000, giá sẽ là 90.000. Còn màu vàng này thì giá của màu đỏ này của nó thì sẽ là 70.000. Độ mịn của nó thì là 3.000, 8.000. Độ mịn ít hơn thì là nó sẽ rẻ tiền hơn. Đấy, có hai mẫu đá màng như vậy thì các bác biết được nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu vòi tưới cây nhá. Đấy, à, vòi phun thuốc sâu. Đây, nó sẽ là cái đầu vòi như này. Đấy, cái đầu vòi như này. Để các bác dùng thì mình phun thuốc sâu rất là tiện luôn, hoặc là tưới cây. Phun thuốc sâu, tưới cây, tưới lan. Đấy, các bác chỉ cần là cho vào ấy nhá, cho vào cái chai thì ở đây nó sẽ bơm không khí này. Đấy, nó sẽ bơm không khí ở đây nhá. Bơm khí vào đây ép vào chai thì các bác bơm này là nó sẽ chảy nước ra thôi. Đấy, có sẵn cho các bác một cái vòi luôn. Có sẵn một cái vòi. Đây, có cái vòi này mình cắm vào chai là xong nhá. Lên cho em là vòi phun thuốc sâu nhá. Vòi phun thuốc sâu. Giá sẽ là 35k. Đó. Vòi phun thuốc sâu 35.000. Vòi phun thuốc 35.000, vòi phun thuốc này. Vòi phun thuốc giá sẽ là 35k nhá. 35k. Lắp thẳng vào cái về nhà có cái gen này các bác xoáy vào cho em là chai Coca này, hoặc là các cái dòng chai nhựa, chai nước ngọt đều được hết. Sau đó thì mình bóp ở đây nó có đầu bét để các bác chỉnh lượng nước này, rất là ngon lành luôn. 35.000 thôi. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, 35.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mẫu dao G49 nhá. Đấy, con này thì trước bên em vẫn lên mã nó là G49. Đấy, thì con này giá của nó sẽ là 150.000. Các bác lên cho em là G49 này. Giá sẽ là 150k. Dao thép của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 150.000. Hàng của thương hiệu Akatsuki. Đấy, made in Japan các bác này. Đấy. Made in Japan. Con này cực kỳ chất lượng luôn. Cán phần thân của nó thì dày khoảng là 3 ly. Đó, cân nặng thì khoảng là từ 3 đến 5 lạng. Chiều dài thì vào khoảng là gần 30 cm. Con này thì chặt gà chặt vịt cực kỳ là đầm tay luôn, khâu đầu như này. Một con dao cực kỳ chất lượng, các bác để trong gian bếp nhà mình thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên thì em là G49 150.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Hàng Made in Japan này, đó, kéo cành đúc hàng Made in Japan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con kéo đúc này bao nhiêu? 120 à? 130.000 nhá, kéo cành đúc 130.000. Con này thì nó sẽ là bằng thép đúc nguyên khối như này nhá, bằng thép đúc nguyên khối. Có dấu chuyện của Nhật này, Made in Japan này, đinh đai ốc đai cái thứ là bằng đồng hết này. Đó, Made in Japan. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, hàng đúc liền nguyên khối như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Rất sắc bén quá này, rất sắc bén luôn. Cắt cành to cành nhỏ đều vừa hết nhá. Có lấy gà như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Kéo cành đúc này. Đó. Kéo cành đúc. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút rửa bát nhá. Các bác lên cho em là hút rửa bát. Giá thì sẽ là 70.000 cái hút rửa bát như này, bao gồm cho các bác là một cái hệ thống ống như này này. Đấy, một cái hệ thống ống như này, kèm thêm cho các bác là một cái đầu hút đây. Đấy, một cái đầu hút như này. Đó, giá sẽ là 70.000, các bác về các bác cắm trực tiếp vào cái vòi và cái bình hút, bình nước rửa bát to ấy thì các bác dùng nó tiện. Giá sẽ là 70k. Lên cho em là vòi hút rửa bát nhá. Lên cho em là hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70k. 70k cái hút rửa bát như này, rất là tiện luôn. Các bác này. Đấy, lắp vào cái chậu rửa bát cho em này. Gàng và tiền dụng đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó, qua theo, rất là tiện luôn. Cụ bơm hút dầu rửa chén gắn chậu rửa bát rất gọn gàng và tiện dụng đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường.
Đó, giá 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng điện thoại nhá. Đây sẽ là một cái túi đựng điện thoại như này. Đây. Đấy thì các bác đeo vào cái thắt lưng cho em, đeo vào cái dây thắt lưng này. Xong các bác bấm ra này, mình có thể đựng điện thoại, giấy tờ, ví tiền đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là túi đựng điện thoại giá sẽ là 30k nhá. 30k là cái túi đựng điện thoại như này thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Túi đựng điện thoại 30.000. Túi điện thoại này 30.000 à? 40k các bác nhá. 40k là cái túi đựng điện thoại như này, 40.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái tất tỉ này. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy, 5 dây 10 đôi. Đó, một vỉ như này là 10 đôi. Giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Chất lượng thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đó, chất lượng khỏi phải bàn rồi. Đó. Đây, co giãn 4 chiều nha, thấm hút mồ hôi, chống hôi chân, chống các loại luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy. Các bác lên cho em là tất vỉ nhá. Lên cho em là tất vỉ này. Tất vỉ 90k 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy bàn là đứng nhá, bàn là đứng các bác cho nước vào đây cho em. Đây, tháo cái này ra này. Đấy. Các bác tháo cái nắp này ra, cho nước vào đây cho em. Đó, đây. Nó có cái nắp này các bác. Giật cái nắp này ra sau đó thì cho nước vào đây cho em. Đó, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Bàn là đứng nhá. Đó. Đây nó sẽ có các cái đầu của nó này, các cái đầu của nó các bác có thể lắp vào này. Đấy. Bàn là đứng như này thì giúp các bác là quần áo bằng hơi nước. Đấy, hơi nước nóng, giúp cho các bác là thì nó cực kỳ là an toàn luôn. Không lo bị cháy nổ quần áo các thứ nhá. Đấy, không lo bị cháy quần áo. Đây. Đó. Lên cho em là bàn là đứng nhá. Giá sẽ là 370.000. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Con này thì các bác dùng nó tiện lắm. Đó. Nó tiện, phòng chống cháy nổ cực kỳ là an toàn, đặc biệt là cháy quần áo nhá. Cái này thì nó dùng bằng hơi nước và các bác phải cầm dùng liên tục nên là không lo bị cháy quần áo. Bàn là đứng, giá sẽ là 370k. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông báo chống trộm nhá. Đấy. Lên cho em là chuông báo trộm này. Con này thì nó sẽ có cái miếng dán như này và có hai cái chi tiết như này. Đấy, và các bác chỉ cần bật cho em cái chuông này lên này. Đấy. Và các bác dán cái miếng dán này vào. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái mũi tên đây, có mũi tên này, có on up các bác bật lên cho em này. Đấy, sau đó các bác đặt vào như này. Đấy thì khi các bác sử dụng bỏ ra là nó sẽ hú, còi nó sẽ hú lên nhá. Đấy, còi nó sẽ hú lên. Và đây thì nó sẽ sử dụng pin, nó có sẵn pin này rồi, về nhà các bác tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra. Đó. Sau đó thì các bác sử dụng này. Đây. Đấy, các bác dán vào hai cái mép cửa cho em. Đây. Đây em mô phỏng này. Khi các bác bỏ ra nó sẽ hú này. Đó. Rất to luôn đó nhá. Đó. Đóng cửa vào thì không sao. Bỏ ra nó sẽ hú nhá. Thì ban đêm các bác đóng cửa vào bật công tắc lên, còn ban ngày các bác không muốn nó hú nó ảnh hưởng thì các bác tắt công tắc này đi. Ban đêm các bác lại bật lên. Đó. Đây. Đấy. Các bác gắn lên cửa, lên cổng cho em. Gắn lên cửa, lên cổng cho em. Có người mà người ta mở cửa cái nó sẽ kêu. Đấy, có người mở cửa nó sẽ kêu nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đó. Hoặc các bác có thể gắn lên các cái phương tiện như xe máy xe miếng được. Đấy, hoặc là các cái phương tiện nào mà các bác chỉ cần nó tách ra nhau như này. Đấy. Khi mà người ta động vào xe mình mà nó tách ra được như này là nó sẽ kêu nhá. Các bác để gập cái yên vào hoặc gập cái tay lái vào, khi mà động vào mở ra cái nó hú lên luôn. Lên cho em là chuông báo trộm giá sẽ là 30.000 nhá. Đấy. 30.000 cho một cái chuông báo trộm như này thôi. Các bác lên cho em là chuông báo trộm, giá của nó thì rất là hạt rẻ, chỉ có 30 cành thôi. 30 cành như cái chuông báo trộm như này. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30.000. Đấy, 30k một chiếc các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá. Một hộp này của nó thì combo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu dây thắt lưng nhá. Đây nó sẽ là cái dạng thập cẩm như này. Đấy, dây thì giống nhau thôi nhưng mà cái mặt thì nó sẽ có những cái kiểu khác nhau, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đây. Đấy, đây con này em đã bóc ra rồi này. Mặt của nó thì mặt tráng gương rất là đẹp. Đó, mặt tráng gương đúc liền. Mặt tráng gương đúc liền rất là đẹp luôn. Đó. Và khi sử dụng thì nó là dòng con lăn thì nó rất là tiện. Đấy, bụng to bụng nhỏ chơi được hết, các bác chỉ đưa vào là sử dụng là xong. Đưa vào mình đẩy xanh này là xanh em là xong này. Chắc đét luôn. Đó. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Thắt lưng thập cẩm giá sẽ là 50.000. Chiều dài của nó thì 1m2 đến 1m3 luôn, thoải mái cho các bác sử dụng. Chất da thì siêu mềm luôn, chất da siêu mềm. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy
vodka bằng tay nhá. Các bác lên cho em là vodka bằng tay, hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Các bác có một hai quả cam, các bác chỉ cần đặt lên như này cho em, vắt xuống nó sẽ đọng hết bã và hạt thiếc ở đây. Đó, và mình mang ra mình uống thôi, uống trực tiếp luôn, không cần phải cốc chén nó mất công. Đó, 50.000 nha, lên cho em là vodka bằng tay, giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chén đồng nhá. Đây. Đấy. Đây nó sẽ là một cái chén bằng đồng như này. Đấy. Lên cho em là chén đồng nhá. Cái chén đồng này là bao nhiêu? Đây, một cái chén đồng rất là đẹp như này các bác này. Đó. Một cái chén đồng rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá, chén đồng. Đó, chén rất là đẹp và giá rất hợp lý luôn. Các bác lên cho em là chén đồng nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một con chén đồng như này. 50.000 một chiếc các bác này. Đó, hàng rất đẹp luôn. Con này trước em đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 40k thôi nhá. 40k cho con chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là một cái ly đồng như này. Đó. Chiều cao của nó thì khoảng 5cm và miệng của nó thì khoảng 2,5cm. Đấy như này các bác này. Đó. Các bác có thể mua chén hoặc là mua ly. Đây, cái ly này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k trong cái ly như này, 30k. Đấy. 30k trong cái ly đồng như này. Thì các bác có thể mua chén thì mua và mua ly thì mua. Ly này sẽ là 30.000 nhá. Ly này 30.000 bằng đồng hết nhá. Còn cái chén này thì giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Các bác muốn mua loại nào thì mua nhá. Có chén có ly cho các bác luôn. Có chén có ly cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Kéo cắt ống nước hàng của Kabushi Japan như này. Cắt ống 42 trở về. Đó đây. Con này cắt được ống từ ống 42 trở về, các bác dùng để cắt ống nước rất là tiện luôn. Đó, kéo cắt ống nước. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con kéo cắt ống nước như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Dùng để mình cắt ống nước rất là tiện. Cắt ống nước từ ống 42 trở về là ok. Các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là các bác dùng mình sử dụng ở gia đình cũng được. Đấy, giá sẽ là 110k nhá. 110k. Lên cho em là kéo ống 42 nhá. Kéo ống 42, giá sẽ là 110.000. 110.000 cho cái kéo ống 42 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còn một cái dây xích chó nữa này. Đấy. Em còn một cái dây xích chó nữa, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000. 30.000 cho cái dây xích chó như này các bác nhá. Đó, xích chó xích mèo. Xích chó xích mèo, giá thanh lý 30.000 một chiếc các bác nhá. 30.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao gấp đa năng các bác này. Đấy, đây một con dao gấp đa năng như này. Đó, đây. Dao gấp đa năng, rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Tô vít mà bia mà sâm panh các kiểu con này đều luôn nhá. Đó. Dao gấp đa năng, giá thì chỉ có 50k trong con này thôi. Rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Dao kéo rồi nói chung là nhiều lắm. Bật bia, cui bia các bác mang đi cắm trại cái thứ rất là ok. Bằng thép rất là đẹp luôn, 50k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Nhớ cho em xin một nút like, muốn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mũ cối xanh nhá. Mũ cối xanh hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Tuổi đời của nó từ năm 1966 này. Công ty này của nó tương đối là lâu đời rồi, 1966 đây. Mũ cối xanh cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 130k thôi. Bút của anh đâu rồi? 130.000 cho một con mũ cối xanh như này nhá. Lên cho em là mũ cối xanh, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp trà sâm đây. Đấy, một cái hộp trà sâm của Hàn Quốc như này. Đấy. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng xách tay từ Hàn Quốc về nguyên đai nguyên kiện như này, made in Korea, 220.000 một hộp nhá. 220.000 một hộp. Đấy. 220.000 một hộp. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá, 220.000 một hộp đây. Trà sâm của Hàn Quốc này. Đó. Hàng này thì sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói như này, hộp 100 gói này. Đấy, đây là cái trà của nó thì các bác có thể pha nước hoặc là sử dụng ăn trực tiếp luôn. Đấy, tốt nhất thì cách sử dụng là mình nên ăn trực tiếp là xong nhá. Đấy, các bác dốc thẳng vào mồm mình ăn trực tiếp luôn hoặc pha nước uống cũng rất là ok, nó gọi là trà sâm nhá của Hàn Quốc. 220.000 một hộp 100 gói, hàng made in Korea. Đây, made in Korea. Mã tem, mã vạch đàng hoàng, chống hàng giả, hàng nhái ok nhá. 220.000. Lên cho em là trà sâm Hàn Quốc nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cặp học sinh nhá. Đấy, chuẩn bị vào đầu năm học rồi thì các bác mua sắm những cái đồ học sinh cho các em nhà mình. Đây là một cái cặp chống gù lưng của Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng là thiết kế theo kiểu đứng chống gù lưng rất là tốt luôn. Đó. Thiết kế theo kiểu đứng như này thì nó sẽ là chống gù lưng rất là tốt luôn. Đó, và bỏ thì rất là rộng như này thì khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ không bị
gọi là không bị quăn mép sách nhá, quăn mép sách rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 120.000 thôi, 120.000. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà cho con em nhà mình đây. Đấy, rất đẹp luôn các bác này. Đấy, chống gù lưng nhá, lên cho em là cặp chống gù lưng, giá sẽ là 120.000, 120.000 cho con cặp chống gù lưng này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi nam nhá. Các bác lên cho em là túi nam 110.000 cho một con túi nam như này, 110k. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là túi nam 110.000 nhá. Đấy, rất là đẹp này. Các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi, đi học, đi phượt, đi làm đều ok hết. Đây, nó cũng khá là nhiều ngăn luôn thì con này cũng rất là tiện. Đây, 110.000 cho con túi nam như này. Ở đây nó sẽ là một ngăn to này, một ngăn nhỏ, hai ngăn nhỏ này. Đấy, và một ngăn đằng sau nữa. 110.000, chiều cao khoảng 25, chiều rộng khoảng 20, và của nó sẽ là cái dòng chiều ngang của nó và khoảng là banh nha, khoảng 10 cm nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia 100.000 cho cái mỏ hàn thiếc như này, mỏ hàn thiếc. Đấy, con này có điều chỉnh nhiệt độ này. Có điều chỉnh nhiệt độ cho các bác nhá. Để nhiệt độ từ 200 lên tới 450 độ C, có điều chỉnh nhiệt độ này. Đấy, dây cắm thiếc của nó này có điều chỉnh nhiệt độ này. Và tặng kèm các bác sẽ bao gồm cho các bác là đi một cái bộ 5 mũi thay này, bộ 5 mũi thay, một hộp thiếc và một cái hộp một bộ 5 mũi thay, một hộp thiếc và một hộp nhựa thông. Đấy. 1 2 3 4 món như này, tổng là 4 món nhá. Đấy, một mỏ hàn, 5 mũi thay, một thiếc, một nhựa thông, giá chỉ có 100 cành thôi. 100k nhá. Lên cho em là mỏ hàn thiếc 100.000 nhá. Mỏ hàn thiếc 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là khăn lau bếp nhá. Đấy, 30.000 cho một bịch như này. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000 một bịch như này. Đấy, lên cho em là khăn lau bếp nhá, 30.000 một bịch 10 chiếc. Đấy. Chiều rộng của nó thì sẽ là 20-20 nhá, 20-20. Đấy, bằng bông tự nhiên. Con này các bác có thể dùng để mình lau bếp, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều được hết. Đấy, lên cho em là khăn lau bếp, giá sẽ là 30.000 một bịch này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái điều khiển quạt nhá, điều khiển quạt. Cái này thì về nhà các bác đấu trực tiếp vào cái tháo quạt ra và đấu trực tiếp vào các cái chân cắm quạt cho em. Đấy, thì ở đây nó sẽ có, các bác cứ lên TikTok các bác gõ là cách đấu điều khiển quạt, nó sẽ ra. Thì các bác đấu các loại quạt cho em, quạt trần này. Đấy, nói chung là các loại quạt thì có tất cả các cái công, các bác cứ lên TikTok các bác gõ là xong. Đấy, là nó sẽ ra cái cách đấu cho các bác luôn, rất là tiện ích thôi. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 50 cành thôi. Quạt cây này, các loại quạt nói chung là được hết nhá. Đấy, lên cho em là điều khiển quạt nhá, giá sẽ là 50.000 cho một con điều khiển quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba hũ gia vị như này nhá. Bộ ba hũ gia vị như này. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000. 60.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này các bác nhá. 60.000. 60.000 mà được tới 3 chiếc luôn. Hàng nhựa cực kỳ chất lượng cho bác luôn, nhựa nguyên sinh như này. Khi mà các bác sử dụng ấy thì mình chỉ cần lấy tay ật như này thôi. Đấy, có xìa múc, xìa rất là dày dặn luôn. 60k. Cái này thì chiều cao của nó vào khoảng 10 cm, chiều rộng vào khoảng 7 cm. Đó, rất là ngon lành như này. Lên cho em là hũ gia vị nhá. Đấy, cả một vỉ đẹp như này bao gồm là 3 hũ nhá, giá 60.000 thôi, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo vàng nhá. Kéo vàng, giá bán lẻ sẽ là 30.000 một chiếc nhá, 30.000 một chiếc kéo vàng như này. Và bán thanh lý cho bác 100.000 bốn chiếc luôn. 100.000 cho bốn chiếc kéo vàng, hàng nội địa của Nhật, thép SK5 Japan này. 100.000 cho bốn chiếc nhá. 100.000 cho bốn chiếc kéo vàng như này. Hàng thì giá cực kỳ hấp dẫn và hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao vàng nhá. Đây, con dao vàng như này. Con này thì hàng siêu sắc bén cho bác luôn. Hàng này thì rất là bén nhá. Đây các bác này. Đấy. Hàng rất là bén luôn các bác thấy không? Đây. Rạch đi bóng con đứt này. Đấy. Lên cho em là dao vàng nhá. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Con này thì cũng giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có, con dao vàng này bao nhiêu nhỉ? Dao vàng này. Con dao vàng này. 20.000 cho một con dao vàng như này nhá. Lên cho em là dao vàng 20.000 này. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu kẹo sâm nhá. Đấy, kẹo sâm của Hàn Quốc đây. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây. Đây, các cái tập đoàn của Samsung các thứ này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, một gói của nó thì nó sẽ là vào khoảng 500g nhá. Hàng của Hàn Quốc, made in Korea luôn. Con này thì của nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, nguyên sâm như này nhá. Đấy, giúp cho các bác là lái tàu, lái xe này, hoặc là người cơ thể mệt mỏi này, ốm đau mới dậy này, thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. Hoặc các bác có thể dùng trà sâm này. Trà sâm thì sẽ là 220.000 một gói. Còn là kẹo sâm thì sẽ là 90.000 một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải của Nhật. Con này thì chống viêm, níu viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 25.000 một vỉ, bao gồm 2, 4, 6 chiếc luôn. 2, 4, 6 chiếc. 25.000 cho 6 chiếc bàn chải như này. Giá siêu rẻ luôn.
Tiếp theo thì nó sẽ là một hộp bút như này. À, một con cân treo như này nhá, cân treo 70.000 một chiếc này. Đấy, 70.000 một chiếc cân treo điện tử như này. Đấy, con này thì nó sẽ kèm một viên pin nhá. Còn hết pin thì các bác ra hiệu sách mua cho em. Đấy, ra hiệu sách mua cho em rất là rẻ thôi. Đấy, và các bác chỉ cần lắp vào này cho em. Lắp vào này cho em, sau đó thì mình bật lên này. Đấy, bật lên cho em là xong. Đó. Nếu mà các bác lắp mà nó chưa đúng chiều thì các bác đảo chiều lại cho em nhá. Đảo chiều lại cho em cho nó đúng chiều pin là ok. Đó. Các bác có thể đảo chiều pin lại cho nó đúng chiều nhá. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 70.000 cho một con cân treo như này thôi. 70k cho một con cân treo như này nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đây. Đấy, nếu lắp chung đúng chiều pin thì các bác đảo lại cho em là ok. Đây. Đấy, đây các bác này. Đấy, số là số hiển thị điện tử như này. Đấy, mắc của nó thì được 50 cân nhưng các bác cứ cân cho em là 2-30 cân là ok. Đây. Đấy, nó có quai đeo như này các bác này, số điện tử luôn nhá. Đây. Đấy, nó sẽ báo cân các bác này. Đó, thấy không? Các bác thấy không? Rồi. Đấy, giá chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo. Giá sẽ là 70.000 cho một con cân treo như này. 70k cho một con cân treo như này nhá. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đấy, và các bác là dùng để mình đi câu đi kẹo này, đi câu đi kẹo hoặc là các bác nói chung là dùng vào công việc gì cũng được, nó rất là tiện. Đây. Đấy, đây là cái lẫy pin của nó này. Đây là cái lẫy pin của nó đây. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Đi câu đi kẹo hoặc là các bác dùng vào công việc gì cũng được, nó khá là phù hợp để cho các bác sử dụng thôi. Lên cho em là cân treo nhá. Giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 cho con cân treo như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ các bác lên cho em là đầu chuyển cưa nhá, đầu chuyển cưa. Đây, nó sẽ bao gồm là một con đầu chuyển như này và ba lưỡi này. Các bác có thể dùng để cưa sắt, cưa thép rồi cưa gỗ đều được hết 70.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Cái đầu chuyển cưa như này giá chỉ có 70. Đây các bác này, các bác có thể dùng để cắt sắt này hoặc là cưa gỗ này đều ok hết nhá. Các bác cứ lắp ráp vào cho em là xong. Đấy, lắp ráp vào máy khoan cầm tay nhá. Đấy, cắt sắt cưa gỗ, nói chung là sắt thì sẽ không ngọt bằng cưa gỗ đâu, chủ yếu thì các bác dùng để cưa gỗ thì sẽ là ok hơn. Đấy. Lắp vào cho em rất đơn giản thôi. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 thôi, 70.000. 70.000 cho một cái bộ đầu chuyển cưa như này là rất là hợp lý rồi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đây nó sẽ là một sen như này, tặng kèm cho các bác là một dây và một cái đầu cao su như này. Đầu cao su như này các bác này. Đấy, đầu cao su như này. Thì các bác dùng thì tắm thì mình sử dụng cái đầu cao su này mình kỳ cọ luôn. Đấy, có đóng ngắt trên tay này và có điều chỉnh nấc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, đóng ngắt trên tay, các kiểu con này đều luôn, có điều chỉnh tăng áp như này. Giá thì sẽ là 80.000 cho cái bộ sen cao su như này nhá. Đấy, lên cho em. Lên cho em là sen cao su, giá chỉ có 80 cành thôi. 80 cành như cái bộ sen cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là trên dưới 30 lưỡi nhá. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi và một bàn cạo. 30 lưỡi, một bàn cạo và một lọ thuốc như này. 1 lọ kem, một lọ kem để chống rát nhá. Một lọ kem chống rát, một bàn cạo và 30 lưỡi kép như này nhá. 30 cái lưỡi kép như này. Giá chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000, 30 lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem. 55.000 mua một lần dùng cả năm luôn. Các bác cứ mua cho em một lần mình dùng cả năm luôn ok. Bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn phễu nhá. 90.000 cho một con đèn phễu như này. Siêu sáng luôn. Đấy, 90k thôi. 90k cho một con đèn phễu như này, có kèm quai đeo cáp sạc đầy đủ cho các bác luôn. Rất sáng các bạn. Đấy, rất sáng luôn. Đây. Đấy, con này thì nó về theo lô, có lô thì ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng nhá. Đây. Ánh sáng vàng thì các bác dùng nó cũng rất là thật luôn. Đây. Đấy. Giá thì sẽ là 90.000. Lên cho em là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá là 90k. Đấy. Có cả cổng sạc. Đây, cổng sạc vào đây, cổng sạc vào và có báo pin luôn nhá. Có báo pin. Lên cho em là đèn phễu. Giá sẽ là 90.000 cho con đèn phễu như này. 90k cho một em đèn phễu như này nhá. Giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 5 nhá, cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Cân được 5 cân các bác dùng trong nhà bếp cho em. Nhà bếp để mình cân thực phẩm, đồ ăn, thức uống, nói chung là cũng cân được đa chức năng nhá. Giá thì sẽ là 90.000. Đấy. Ở đây thì có sẵn pin luôn. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy. Lô này về thì lại có pin nhá, có sẵn pin như này. Các bác lắp pin vào cho em. Đấy, 90.000 một con cân như này thôi. Có số điện tử như này, có báo pin này. Đấy, điện tử báo pin biết đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Đây, tháo pin ra lắp vào. Bên em bán thì có lô có pin, có lô không có pin nhá. Hàng về tùy theo lô thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Lên cho em là cân 5 nhá, để các bác để trong nhà bếp mình cân kẹo này, rất là ok luôn. Số điện tử như này nhá. Đây. Đấy, em đặt con dao này lên này. Đấy, đặt con dao này lên. Đây. Đấy.
đây các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đấy. Thì khi mà các bác lắp pin vào mà nó không chạy thì các bác điều chỉnh cho em chế độ này về chế độ là gam nhá. Về chế độ là gam là xong. Đó. Bật này, tắt đi bật lại này. Đấy. Tắt đi bật lại cho em. Đó. Đây. Các bác cứ tắt đi bật lại cho em. Đó, sau đó thì mình để thăng bằng cho em, sau đó thì chuyển cho em về chế độ gam. Đây các bác này. Đấy, đây. Nó rất là nhiều chế độ nhá, nó rất là nhiều chế độ luôn. Thì các bác để cho em chế độ gam này. Đấy, nó có âm dương rồi rất là nhiều chế độ. Thì các bác cứ để chế độ cho em là xong. Đây, đấy, đây. Con này là 2 gam này các bác nhá. Đó, này số này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì lên cho em là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50 nghìn. Cân 5 50 nghìn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bình trà nhá. Đấy, đây là cái bình trà inox. Dòng này của nó sẽ là 4 lạng nhá. Bình trà inox 4 lạng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. 130.000 thôi. 130.000 cho con bình trà inox 4 lạng như này, rất tiện ích luôn. Hàng to đẹp, các bác có thể dùng để đựng đựng trà, đựng cà phê, đựng ngũ cốc, đựng các loại hạt đều ok hết chứ. Đấy, rất tiện ích luôn. Đựng được bình trà 4 lạng, hàng nội địa của Nhật này. Đó, inox 304 nhá. Bình trà inox giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái hút bụi chạy bằng pin nhá, hút bụi chạy bằng pin như này. Đấy. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy. Hút rất là khỏe luôn. Hút rất khỏe luôn các bác thấy không? Đó. Hút rất là khỏe luôn. Cả hút cả thổi luôn nhá. Cả hút cả thổi luôn. Đầu này thì hút này, đầu này thổi này. Đó. Hàng made in Japan nhá. Made in Japan 170.000. Lên cho em là hút bụi chạy bằng pin. Giá sẽ là 170.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ sạc nhanh nhá, 150.000, 150.000 cho con ổ sạc nhanh như này bác này. Bao gồm là 1 2 3 chân cắm này, 2 chân USB và một cái đầu để các bác dùng để sạc nhanh như này. Giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Lên mã giúp cho em đó là ổ sạc nhanh, 150.000 cho cái ổ sạc nhanh như này, 150.000 nhá. Đấy, 150.000 cho con ổ sạc nhanh rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã sản phẩm đó là con máy đuổi chuột nhá. 35.000. Nước đã. Ừ, 35.000 cho con máy đuổi chuột như này nhá. Rồi ok các bác. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng, kiểm tra, cùng ship và cân nhắc khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dụng cụ các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 bình thường cho em. Đó thì con này sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm tối đa từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ nhá. Đây. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó. Thì con này nó sẽ giúp tiết kiệm điện rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy nhỏ gọn như này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp điện 220 bình thường nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đây, nó sẽ là một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, hàng trong hộp bao gồm là hai đầu như này nhá. Hai đầu rất là đẹp luôn. Hai đầu như này, đầu đúc liền nguyên khối nhá. Hai đầu đúc liền nguyên khối này. Có kèm thêm cho các bác là hai đầu đúc liền và một dây thắt lưng siêu đẹp luôn. Đấy, đây. Chất liệu của nó là da siêu mềm luôn nhá. Chất liệu da siêu mềm, màu thì màu nâu. Đấy, màu thì màu nâu như này. Lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Đây các bác này. Đó, hàng đẹp chấm hết luôn. Hai mặt đúc liền nguyên khối nhá. Hai mặt đúc liền nguyên khối như này. Đấy, và dòng này của nó sẽ là dòng lẫy trượt nhá. Hàng cực kỳ đẹp chất lượng cho các bác luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Thắt lưng cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái phao nước như này. Thì nước ngập mà 1 sen là cái phao này nó sẽ tự ngắt, rất đơn giản thôi. Các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đầu cấp nước cho em. Đó, nước ngập 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt nhá.
rất hiện đại luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cái phao nước này thôi. Lên theo là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bán cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Đó. Màu thì rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều màu nhá. Màu xanh, màu đỏ các kiểu luôn. Inox 304, hàng 1 lít rưỡi nhá, hàng 1 lít rưỡi. Bình nhiệt quân đội Mỹ, hai nắp inox 304 này. Có lưới lọc viết đàng hoàng nhá. Đấy, đây. Các bạn này, đấy, tay xoáy này. Xoáy ra này. Đấy. Có lưới lọc nhá. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi các bác lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bút điện cao su nhá. Đây, cái tay nắm của nó sẽ là bằng cao su như này. Đây các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Thì con này vừa là tô vít vừa là bút điện được luôn. Và nó rất là sáng như này thì các bác thử thông mạch hoặc thử điện âm dương các kiểu con này đều được luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một chiếc như này nhá. 30.000 cho một chiếc bút cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thớt tre này. Đấy, một cái thớt bằng tre như này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, mịn màng, ngon lành như này nhá. Hàng cực kỳ là tiện ích cho các bác dùng để thái rau dạ rồi các kiểu luôn. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 30 nhá. Và cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá. Giá thì sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo nhá. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con giá vo gạo như này. 75k. Thôi được rồi. 75.000 cho con giá vo gạo như này nhá. 75.000. Hàng bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Cái này 270 nha. 308 ạ. Inox 304 nhá, giá sẽ là 75k nhá. 75k. Đó, 75k cho một con như này. 75.000 nhá. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, khi các bác vo thì mình chỉ cần nghiêng đi như này thôi. Nghiêng đi như này là cái phần nước nó sẽ chảy hết và cái phần gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nó sẽ không bị chảy mất gạo nhá. Rất sạch sẽ luôn. Ngoài này vo gạo thì mình có thể rửa rau này hoặc đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng ok luôn. 75.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn nhá. Đèn cúc áo này. Giá sẽ là 30 cành cho con đèn cúc áo như này, 30.000. Bấm này nó sẽ lên này. Đấy các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đèn cúc áo nhá, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Rất sáng này, các bác thấy không? 30.000 nhá. Đó. Lên theo là đèn cúc áo 30k. Có nam châm rồi các thứ đầy đủ luôn. Đó, đèn cúc áo 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ LED mẫu cũ nhá. Đồng hồ LED mẫu cũ 140.000. 140.000 cho con đồng hồ LED mẫu cũ như này. Có kèm cho các bác cả dây cắm luôn và một con đồng hồ như này, chiều dài thì vào khoảng là 15-17 cm. Chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm nhá. Đấy, có dây cắm như này. Và khi nó hiển thị thì nó sẽ là đúng như trên hình này luôn, hiển thị số như trên hình này. Giá của tăng cái thành cái ra. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao vân gỗ nhá. Đấy, một con dao vân gỗ siêu sắc bén như này nhá. Giá sẽ là 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng khâu đầu khâu đuôi này, made in Japan này. 120.000 cho con dao vân gỗ này. Giá siêu rẻ luôn. Hàng siêu sắc giá siêu rẻ các bác nhá. Đây, đấy các bác theo. Hàng siêu sắc giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng siêu sắc nhá. Siêu sắc luôn, giá siêu rẻ. 120.000 nhá. Các bác thấy không? Chất dao khỏi phải bàn rồi. Siêu sắc bén này, Seki là hàng thương hiệu Seki Japan nhá. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia cái này chống đau lưng nó gọi là cái gì? Cái tựa lưng nhá. Giá là 50 cành, đây là cái miếng mút để các bác về các bác lót vào đây cho em này. Đấy. Còn khi các bác kê thì các bác chỉ cần đặt vào đây này. Đấy. Đặt vào đây sau đó thì mình lắp vào này cho em này. Đó, đây. Rất là đẹp luôn nhá. Các bác có thể đút cái này vào đây. Đấy, đút cái này vào đây cho nó êm. Đấy, cho nó êm cái phần lưng của mình tựa xuống này. Đó, đây. 50.000 cho cái tựa lưng này thôi nhá. Đấy, và cái này nó rất là nhiều cấp độ. Thì khi các bác dùng thì mình có thể tụt lên hạ xuống độ cong tùy theo. Để mình tựa cái này, nó là cái tựa lưng công năng học thì nó giúp cho các bác là chống đau mỏi lưng, đau mỏi cổ rất là tốt luôn. Đấy, các bác tựa lưng cũng được mà làm tựa vào cổ cũng được nhá. 50.000 cho cái tựa lưng như này. 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ là cái sen quạt tăng áp này. Giúp tăng áp lực của nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. 90 cành. Đấy, mua sen được tặng kèm dây.
Đấy, dây dài khoảng 1m, 2m3. Bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua nguyên một cái dây này cũng phải 3-40 nghìn rồi. Em ở bên em bán cả sen cả dây có 90 nghìn thôi. Đấy, mẹ còn có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp giá chỉ có 90 nghìn cái bộ sen quạt tăng áp này thôi, 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là vòng bằng vàng 24 carat nhá. Đấy, vòng vàng 24 carat như này. Đó, và ở đây thì có các cái hạt nam châm từ trường. Khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đó. Giá rất hợp lý nhá, giá hợp lý lắm. Chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40 cành thôi, 40 cành cho một cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Rất là nên dùng các bác nhá. Các bác nào bị huyết áp cao hoặc thấp thì đeo vào một thời gian nó sẽ ổn định nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh cài dao như này. Các bác dắt dao vào đây cho em, ngoài ra thì các bác có thể đeo xong đeo nồi vào đây rất là tiện luôn. Có kèm cho các bác cả ốc vít luôn, thì các bác có thể là bắt lên tường này, bắt vào cánh cửa này, hoặc là các bác bắt lên tường. Đấy, sau đó thì mình treo xong nồi rồi dắt dao vào đây rất là tiện luôn. Thanh cài dao giá sẽ là 90.000 thôi. Giá chỉ có 90k cho một con thanh cài dao như này thôi nhá. 90.000 cho một cái thanh cài dao như này. Rồi, ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Em lên cho các bác một số cái mã đồ thiết bị vệ sinh thôi nhá. Đấy, thiết bị vệ sinh. Đầu tiên đó là cái mã sen cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 1.350.000. Con này thì các bác lên cho em là sen cây 1.350.000. Con này thì yêu cầu các bác phải cọc trước thì bên em mới đi đơn nhá. Cọc trước thì bên em mới đi đơn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cây này. Sen cây 1.350.000. Cọc trước cho em 200 nhá. Con này nó sẽ là hàng cồng kềnh nên là cọc 200k. Đấy, 1.350.000 bao ship, cọc trước 200.000. Đấy, đây nguyên cái củ này của nó đã nặng vào khoảng là trên dưới 2 cân này có nhá. Nguyên cái củ gật gù này nó vào khoảng là 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi nhá. 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi cho cái củ gật gù như này. Đấy, đây là cái củ gật gù của nó này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là các cái tay sen này, đây cái chân cái tay sen này các bác. Đấy. Tay sen đây. Đấy, đây là cái tay sen của nó các bác này. Đấy, đây là cái tay sen của nó này. Tay sen này thì về nhà các bác lắp vào cho em này. Đây là dây vòi vệ sinh này. Đấy, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Dây vòi sen này. Đấy. Và cái đi kèm cho các bác là cái bát sen của nó này. Ở đây. Đấy, bộ sản phẩm của nó sẽ là một bát sen cầm tay và một bát sen to này. Đấy. Một bát cầm tay và một bát to như này. Đây là bát cầm tay này. Đấy, bát cầm tay của nó bằng inox hết này, bát cầm tay inox hết. Đấy, và một cái bát to như này nữa này. Đấy. Một cái bát to. Con này thì về nhà các bác bóc cho em cái dây bóng xanh này đi nhá. Đấy, bóc cho em cái dây bóng xanh này đi này. Đấy, đây. Sáng bóng đẹp luôn các bác này. Đấy. Bóc cho em cái dây bóng xanh này ra. Đó. Đây là chống xước. Nó sẽ có cho các bác là 8864 cái giọt nước như này. Đấy, các bác xả ra mình tắm. Đó. Thì bao gồm là một sen tay, một bát sen to nhá. Và một củ như này. Một củ như này. Đấy, một củ như này. Đấy, đây em sẽ lắp đặt vào cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000. Đầu tiên thì các bác để cái cây này lên cho em này. Đấy, để cái cây này lên này. Lắp cái củ này vào đây này. Đấy, lắp cái củ này vào đây. Đây. Đấy, lắp cái củ này vào đây. Đấy, lắp cái củ này vào đây. À, đây là cái bát của nó này, bát của nó này. Đấy. Đây là bát, còn đây là cái sen tay này. Đấy. Combo cho các bác luôn, một cái sen cây chất lượng như này nhá. Một cái sen cây chất lượng như này. Giá sẽ là 1.350.000. Nguyên con củ này nặng trên dưới 2 cân nhá, trên dưới 2 cân, hàng inox 304 không bắt 5 châm. Đó, sen cây nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đầu tiên nó sẽ là cái đây, con này nó sẽ là một cái vòi lavabo nhá. Vòi lavabo giá sẽ là 420.000. Đây. Đấy, cái vòi này nó sẽ là cái vòi lắp vào chậu rửa mặt đấy, lắp vào chậu rửa mặt. Thì bên em gọi nó sẽ là lấy cả cái một hai vòi ra đây, cam xanh nhiếc lấy hết luôn, các gì liên quan nước đấy này. Đấy, vòi lavabo, con này nó sẽ là 420.000, hàng của thương hiệu Osaka Japan nhá, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy. Cả con sen cây này cũng là Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết này. Đấy. Osaka Japan.
hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây, con này cũng là Osaka Japan, hàng mạ chrome sáng bóng nhá. Đó, con này thì các bác lên cho em là, các bác lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo, con này thì nó sẽ có cho các bác là, đây, hai chân nước như này bằng đồng hết này. Hai chân nước như này bằng đồng hết này. Đấy, thì con này, con này thì nó chia ra làm hai nguồn nước nóng lạnh các bác nhá, hai nguồn nước nóng lạnh cho các bác luôn. Đó, hai nguồn nước nóng lạnh rất là tiện luôn, hàng thì cực kỳ chất lượng này. Đấy, kết nối bằng đồng hết này. Lên cho em là vòi lavabo. Vòi lavabo con này sẽ là 420.000 nhá. 420.000 cho con lavabo như này các bác này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái này là củ nóng lạnh này, củ nóng lạnh. Đấy, cái này thì về nhà các bác lắp vào tường này hoặc là lắp vào chậu rửa này. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Đấy, kết nối đều bằng đồng đỏ ao hết luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con củ nóng lạnh như này. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh. Giá sẽ là 450.000. Nó sẽ có phụ kiện đi kèm cho các bác luôn. Có cái phụ kiện đi kèm này các bác này. Đấy, có các cái phụ kiện đi kèm như này để các bác lắp vào tường cho em, giòn giếc rồi ốp biếc đầy đủ cho các bác luôn nhá. Có phụ kiện đi kèm. Các bác lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Con này thì nó sẽ chia ra làm hai đường nóng lạnh và có thêm cho các bác là một cái chân như này để các bác bắt vòi sen, bắp sen chậu rửa, bắp lắp cái lắp cái bát sen vào đây, lắp cái bát sen này vào đây các bác này. Đó, lên mã giúp cho em đó là, lên mã giúp cho, cái này là sen cao su vòi, lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Giá sẽ là, lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh giá sẽ là 450.000. Đó, 450.000 cho cái củ nóng lạnh như này. Đấy, thì các bác phân biệt giúp cho em nhá. Đấy, cái con lavabo này là để lắp cho chậu rửa mặt này, lắp cho chậu rửa mặt. Đấy, lắp vào chậu rửa mặt. Còn con này là các bác lắp treo lên tường đấy, để vào nóng lạnh. Đấy, hoặc là bác nào chậu rửa mà thiết kế theo kiểu là lắp sẵn thì cũng được, cũng ok. Đấy, nôm na là một con là lắp được vòi sen, một con là không lắp được vòi sen các bác nhá. Đấy, con của nó thì nó đều là hai đường nước hết như này, hai đường nước hết này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi. Các bác lên mã giúp cho em đó là, cái này là cái vòi gì đây, chậu rửa inox à? Đây nó sẽ làm cái mã vòi chậu rửa các bác nhá. Vòi chậu rửa như này. Đấy, hàng đều là hàng của Nhật hết này, Osaka Japan. Lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa cứng nhá. Đấy, vòi chậu rửa cứng. Đấy, vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 200. Vòi chậu rửa cứng có chân chiếc hẳn hoi. Đấy, có chân chiếc như này. 280.000 thì cái vòi chậu rửa cứng như này nhá. Lên cho em là vòi chậu rửa cứng. Giá sẽ là 280.000. Con này nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua, nó phải bán cho các bác có tầm khoảng 400-500. Hàng rất nặng luôn, dày dẫn chắc chắn, inox 304 sáng bóng đẹp, vòi chậu rửa cứng nhá, giá của nó sẽ là 280.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi tay đen nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là vòi tay đen này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000 cái vòi tay đen như này. Đấy, 330.000 cái vòi tay đen như này nhá. Con này thì cũng là lắp vào chậu rửa bát, cũng có hai đường nước nóng lạnh nhá, hai đường nước nóng lạnh hết này, hai đường nước nóng lạnh hết. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể ngoắt nhéo đảo chiều được và có thể chỉnh vòi nước ở đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vòi tay đen, cái tay của nó màu đen như này, hàng rất chất lượng luôn. Lên mã vòi tay đen 330.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 330k cho mã vòi tay đen như này, xoay 360 độ này, có ngoắt nhéo này, có ngoắt nhéo này. Đấy, thì con này các bác lên cho em là vòi tay đen mềm nhá, tay đen mềm giá sẽ là 380.000. Đấy, phần kết nối của nó này đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn. Đó, có dây cáp kết nối, dây cũng bằng đồng hết này, dây 100% dây đồng hết này, các bác thấy chưa. Đó, dây cáp kết nối như này. Lên mã giúp em đó là vòi tay đen. Con này thì giá của nó sẽ là 330.000 nhá, 330.000 cho con vòi tay đen. Con này nó thì cũng có hai đường nước nhá. Đấy, lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi vuông nhá, vòi vuông. Con này thì lắp vào chậu rửa mặt các bạn. Đấy, vòi vuông lắp vào chậu rửa mặt đây. Một cái cáp nguồn này. Đấy, một cáp nguồn này. Rồi, tiếp theo là sẽ có cho các bác là một cái vòi tay vuông như này. Con này là bằng inox M nhá. Đấy, bằng inox 304M này. Đấy,
Osaka Japan con này, Osaka Japan inox 304M thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi như này. Con này thì các bác lên cho em là vòi vuông nhá. Đấy, vòi vuông, vòi vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Con này thì các bác lắp vào cái chậu rửa mặt thì rất là đẹp luôn. Vừa bạn xinh xắn inox mà không sợ bị hỏng nhá. Không sợ bị hỏng, không sợ bị ố rồi bị han gì đó nhá. Đó. Lên cho em là vòi vuông, giá sẽ là 330.000 nhá, 330.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh, giá sẽ là 90.000. Đấy, bao gồm cho các bác là cả vòi, cả dây, cả giá đỡ luôn. Đấy, vòi xịt vệ sinh, cả vòi, cả dây, cả giá đỡ như này. Đấy. Cả vòi, dây, giá đỡ, ốc, yếc các thứ đàng hoàng luôn. Vòi, dây, giá đỡ, ốc, vít đàng hoàng đầy đủ cho các bác. Combo cho bác, về nhà các bác lắp vào cái này cho em. Đó, lắp vào đây. Đó. Thì bao gồm cho các bác là dây vào khoảng từ 1m đến 1m2, một đầu vòi xịt inox 304 xịt cực mạnh luôn. Đó, và một giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh, giá sẽ là 90k. Con này chuyên dùng cho xịt vệ sinh nhá. Giá sẽ là 90.000 cái vòi xịt vệ sinh như này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác một cái vòi, đó là cái vòi cam xanh nhá. Đấy, vòi cam xanh. Con này thì giá sẽ là 50.000 cái vòi cam xanh như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh, chia ra làm hai đường nước này. Đấy, chia ra làm hai đường nước. Nó sẽ là màu cam và màu xanh nhá. Màu cam, màu xanh chia ra làm hai đường nước như này. Đấy, đây, hai đường nước như này có gen xoáy đàng hoàng. Và con này thì có thể gen để các bác kết nối với các cái đầu dây khác. Cho nên là bên em lên nó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50.000 cho cái vòi cam xanh như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi đơn này. Vòi đơn. Giá con này thì cũng là 50.000 luôn. Đấy, vòi đơn bằng inox 304 như này. Con này sẽ là 50.000 cho cái vòi đơn như này nhá. Vòi đơn inox 304 cũng có gen xoáy như này, tháo ra luôn. À, inox 304 có gen xoáy như này. Đấy, và giá sẽ là 50.000 nhá. Lên theo là vòi đơn này, giá sẽ là 50.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái vòi đôi này. Giá của nó sẽ là đây. Con này thì các bác lên cho là vòi đôi, giá sẽ là 65.000. Đấy. Một con là 50.000. Con này hai chân ra nước thì nó sẽ là 65.000 nhá, chia ra làm hai đường nước luôn. Đó. Thì các bác có thể lấy con vòi đơn hoặc vòi đôi tùy theo nhu cầu của bác. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp và cái giá rất là hợp lý luôn. Cái đầu cái vòi nước này thì nhà bác nào cũng phải dùng rồi. Đấy, cái hai vòi này rất là tiện này, các bác có thể dùng một vòi để mình dùng cho ống nước vào đây để mình xả ra mình tưới cây tưới cối. Đấy, một vòi là xả lấy nước rửa nhá. Đấy. Vòi đôi này thì sẽ là 65.000 nhá. Vòi đôi 65.000. Đấy. Còn con này là vòi đơn nhá, vòi đơn 50.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là hai cái bộ sen. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên nó sẽ là cái sen quạt thế này. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá, sen quạt tăng áp. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp, giá của nó sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy, bao gồm là một vòi sen như này nhá. Đấy, một vòi sen như này, một dây. Đấy, một sen một dây. Có dây thì dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 này. Đấy, dây của nó sẽ là dây chống rối nhá. Dây chống rối siêu mềm như này. Dây chống rối các bác này. Đấy. Dây rất là ngon luôn. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đóng ngắt trên tay như này nhá. Đóng ngắt trên tay, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đấy, và có ngoặt nghéo này, đầy đủ cho bác luôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 90k cho một con sen quạt tăng áp như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Đó. 90.000 thôi. Giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em các bác xem và mua luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã nữa, đó là cái sen cao su. Giá sẽ là 80.000 cho cái sen cao su như này nhá. Sen cao su giá sẽ là 80.000. Cũng bao gồm cho các bác là một dây chống rối này, một vòi sen như này, một vòi sen như này, và có tăng chỉnh các chế độ này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này, và có cả cho các bác là cái đầu cao su như này. Khi các bác tắm thì mình đưa vào đây mình kỳ luôn. Đấy, mình kỳ luôn như này. Đấy, mình ngắt nước đi này, ngắt nước đi kỳ này, sau đó mình bóp ra luôn. Đấy, rất tiện này. Đóng ngắt trên tay như này. Lên mã giúp em đó là sen cao su nhá. Giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con vòi sen cao su như này giá chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là sen cao su này, sen cao su 80.000 cho một cái bộ vòi sen cao su như này, 80.000. 80.000 các bác nhá. Cảm ơn điện thoại. Tiếp theo thì điện thoại anh. Lên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, nhà bác nào cũng phải dùng cái phao nước này hết này. Bây giờ các bác đừng dùng cái phao cơ kia, nó rất là lằng ngoằng phức tạp, khó dùng. Dùng con phao nước này rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần là cho nước ngập ngập lên 1cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Lên cho em là phao nước.
Giá thì bên shop đang bao nhiêu nhỉ? Con này đã. Lên cho là phao nước nhá. Giá đang bán 70.000 đợt này về cho bác, giá chỉ còn là 60k cho con phao nước thôi. Đấy. Này về nhà thì các bác lắp vào đầu nguồn nước cho em. Đấy, nước xả này. Đấy, ngập 1 sen là nó sẽ tự ngắt này, rất tiện luôn nhá. Cứ ngập 1 sen là tự ngắt, rất là tiện. Đó. Lên mã giúp cho em là phao nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi bạc xoay 360 độ nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con vòi như này. Đấy. Xoay 360 độ luôn. Đấy. Giá sẽ là 80.000 cho một con vòi bạc xoay 360 độ như này, 80k nhá. Lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Các bác nó sẽ làm cái vòi nước như này các bác này. Đấy, các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Xoay 360 độ luôn. Rất tuyệt vời các bác nhá. Đó, đánh răng rửa mặt ok hết, đánh răng rửa mặt gội đầu. Đó, rất ngon lành luôn. Đấy, bên này thì họ bán đồ bằng nhựa nhưng mà của em là bằng thép luôn nhá, bằng thép luôn, rất tiện ích. Giá sẽ là 80.000 cho cái vòi xoay 360 độ này, lên cho em là vòi bạc rồi ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop có một số mã thanh lý gửi tới các bác này, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Hôm nay thì bên em có thanh lý một cái bộ tam đa rất là đẹp luôn. Đó, bộ tam đa phúc lộc thọ như này. Chất liệu của nó thì bằng gốm sứ các bác nhá, gốm sứ như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 20 cm. Đó. Hàng thì nó sẽ là một cái bộ tam đa bao gồm là ba ông phúc lộc thọ như này nhá. Đấy, tam đa ba ông phúc lộc thọ như này. Đấy, bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 cho ba ông tam đa phúc lộc thọ như này nhá. Đấy, hàng gốm cực kỳ đẹp luôn, gốm cổ cực kỳ đẹp. Đấy, riêng ba ông tam đa này thì các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá, chuyển khoản hết thì bên em mới bán tam đa phúc lộc thọ. Đó, bộ ba tam đa phúc lộc thọ rất là đẹp như này các bác nhá. Đấy, bộ ba tam đa phúc lộc thọ này, ba ông như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, đèn đội đầu 5 bóng. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với giá đó là 40k nhá. 40k cho cái đèn đội đầu 5 bóng như này. Đó, giá chỉ có 40.000 thôi. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ rẻ luôn. Đấy, đèn đội đầu 5 bóng như này có dây có quai đeo đàng hoàng. Đây. Công tắc của nó đây các bác này. Đấy. Rất là sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa. Đấy, và có chế độ là bật 1 bóng, bật 4 bóng và bật cả 5 bóng luôn. Đây. Đấy. Con này các bác dùng để đeo đầu rất là ok. Có cáp sạc vào đây, có dây sạc các thứ đàng hoàng cho các bác nhá. Giá thì sẽ là lên cho em là đèn đội đầu 5 bóng này, đèn đội đầu 5 bóng, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao cắt kính này. Con này thì các bác có thể dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Chuyên để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết. Có kèm cho các bác là một cái bộ lưỡi như này, một cái bộ bao gồm là hai lưỡi luôn, với một lưỡi đi kèm nữa là ba lưỡi. Con này thì các bác dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 100. Cái con kính gạch men này bao nhiêu đấy? Dao cắt kính như này 130.000 nhá. Lên theo là dao cắt kính cắt gạch men 130k. Đó, 130k cho con dao cắt kính cắt gạch men như này. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem đây. Em đã cắt cho các bác xem này. Đấy. Cắt gạch men này. Đấy, cắt gạch men rất là ngon luôn nhá. Cắt kính cắt gạch men đều ok hết này. Đấy, các bác cắt này sau đó thì mình đưa vào này, vào cái đường chỉ chúng ta đã cắt nhá. Đây cái chỉ này. Và đúng cái chỉ chúng ta đã cắt sẵn này. Đấy, đây, tôi sẽ đặt vào cái phần chỉ cắt sẵn này. Đây. Đấy, anh chị quan sát ra đây. Đây. Đặt vào như này xong chúng ta bắt đầu không đều ra thôi. Đấy. Đó, em sẽ đặt vào như này. Sau đó thì chúng ta sẽ không đều ra này. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Cắt gạch men nhá. Đó, cắt gạch men, cắt kính đều ok hết nhá. Đó. Đây là cắt kính này. Luôn. Đấy, cắt kính rất là ngon. Sát em cắt kính nhá. Đây. Em cắt kính nhá. Đó. Cắt kính rất là ngon luôn nhá. Công em đặt với cắt luôn. Cắt kính rất là ngon lành luôn. Rồi em sẽ cắt cái viên gạch men. Đây.
đơn giản luôn. Đó, rất đơn giản luôn. Đó, giá 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái môi nhựa các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái môi sấy cơm nhựa trong như này. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái môi sấy cơm nhựa trong như này. 50.000. 50.000 một chiếc. Con này thì các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đấy. Dùng để làm môi sấy cơm rất là tuyệt vời nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đây. Cái này hàng của Nhật, nó đóng gói cũng cực kỳ là kỹ càng luôn. Đấy. Bóc ra cũng khó luôn các bác nhá. Đây. Đây các bạn này. Đó, mua sữa cơm bằng nhựa trong như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20cm. Rất là mềm mềm nhưng lại mềm cứng nhá. Như lại mềm cứng luôn. Thì dùng nó rất là đã các bạn. Đấy, không dính cơm. Lên cho em là mua sữa cơm nhựa nhá. Mua sữa cơm nhựa trong, giá sẽ là 50.000. 50k cho cái mua sữa cơm nhựa trong như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga. Đấy, thì khi các bác đun nấu mà nó bị bắn, bị bẩn thỉu thì các bác dùng con này chị em. Nó rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ là một cái tấm bạc như này. Đấy, các bác có thể là đấy, cho vào mình chắn bếp ga rất là ngon luôn nhá. Đấy, một cái tấm bạc như này. Đây mang giúp chị em đó là chắn bếp ga nhá. Giá thì sẽ là cái chắn bếp ga này bao nhiêu đấy? Chắn dầu mỡ 25.000 nhá. Đấy. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Đấy, chắn dầu mỡ. Chắn dầu mỡ này. Giá của nó sẽ là 25k. Đây. Khi các bác dùng thì nó sẽ như trên hình như này các bạn. Đấy, mình đặt vào bếp này, nó sẽ chắn dầu mỡ cho các bác rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vắt cam bằng tay nhá. Giá sẽ là 50.000 cho con vắt cam bằng tay như này. 50k. Đấy, thì các bác chỉ cần là nó bằng inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, sáng bóng đẹp như này. Các bác chỉ cần đặt vào này là xong. Đấy, để mình vắt này. Rất là tiện ích luôn. Đó, inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, chỉ cần đặt vào đây là mình vắt là xong. Đấy, các bác uống 1-2 quả cam mình cho vào đây mình vắt bằng tay luôn, nó rất là tiện. Vắt cam bằng tay. Giá sẽ là 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên em có cái vắt bằng máy thì nó sẽ là 190.000, còn vắt cam bằng tay này là 50.000. Đấy, cái bàn cờ nhựa này thì sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là cả bàn cờ, cả quân luôn. Đấy. 80.000 một bộ này nhá. Đấy. Lên thêm là bàn cờ nhựa này. Đấy. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, bao gồm cả quân cả bàn cờ như này. Đấy. Bàn cờ nhựa nhá. 80.000 cho một bộ như này, về các bác để chơi cũng rất là tiện luôn. Có cả quân cả bàn cờ luôn, không dùng nữa thì mình lại kẹp vào kia. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái quân cờ gỗ nhá. Cái này nó sẽ là quân cờ và nó bằng gỗ, quân bằng gỗ như này. Bằng gỗ nó chiều nó vào khoảng là 3 sen, 2 sen rưỡi đến 3 sen. Đó, quân cờ gỗ. Giá thì sẽ là 70.000 cho cái bộ quân cờ gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn này là bao nhiêu đấy? Cái đèn gậy à? Đây. Nó sẽ là một con đèn như này, một con đèn như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Và nó sẽ có một con đôi pin như này luôn, một đôi pin như này các bạn. Đấy, hẳn một đôi pin như này luôn, dùng rất là đã này. Đấy, một đôi pin như này. Đèn gậy nhá, lên cho em là đèn gậy 140.000. Đấy, con này thì cũng khá là sáng luôn. Khá là sáng các bác nhá. Thì mình vừa dùng để mình soi ban đêm bên điếc. Đấy, hoặc các bác đi đường điếc, hoặc là vừa để làm cái gọi là phòng thân luôn nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, rất là tiện. Đây, phòng thân mình có thể là sử dụng nó rất là an toàn. Lên cho em là đèn gậy 150.000, 140.000. Đấy, có sẵn hộp như này và có kèm cho các bác là một cái cáp sạc luôn. Đèn gậy 150.000 nhá. À 140.000 nhá. 140k cho con đèn gậy như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút thổi bụi bằng hút thổi bụi ống nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng ống. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện, hút thổi bụi ống. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Đấy, giá rất là tốt luôn. Hút thổi bụi bằng ống. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Đấy, con này nó chạy bằng pin và rất là khỏe luôn. Hút thử bụi ống chạy bằng pin. 260.000. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái ống như này. Đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, ống dài nhá, đầy đủ phụ kiện luôn. Đây. Con này hút rất là khỏe các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Rất là khỏe luôn nhá. Đó. Đấy. Rất là khỏe luôn. Giá thì sẽ là 260.000 nhá. Các cái đầu phụ kiện đi kèm đây. Chạy bằng pin thì các bác có thể để lên
ô tô này. Hả? 260.000 nhá, hút thử bụi ống này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Giá sẽ là 50.000. 50k cho cái vòi tưới cây bằng đồng như này, 50k nhá. Lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng 50.000. Đó. 1 2 3 phần cút nối và một cái đầu vòi như này, 50k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W giá sẽ là 10k nhá. 10k cho cái bóng 3W như này. Bóng 3W 10.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái đèn 3 màu nhá, bóng 3 màu. Đấy, bóng đèn 3 màu con này thì của nó sẽ là bao nhiêu watt đây? 3 màu và con này của nó là đi tầm khoảng, con này chỉ khoảng trên 10W thôi, trên 10W thôi. Nhưng mà rất là sáng luôn. Và giá thì đợt này về cho các bác giá tốt nhá. Giá chỉ còn cho các bác là đi giá sẽ là lên cho em là bóng 3. Cái bóng 3 màu đang bán bao nhiêu đấy? 3 màu đang bán là 30k nhá. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 20.000 thôi. 20.000 thì cái bóng 3 màu như này nhá. Con này thì cũng rất là sáng luôn. Lên cho là bóng 3 màu giá sẽ là 20.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái cây sâm thịt nhá. Đây. Đấy, nó sẽ là cái cây sâm thịt như này. Giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 20k trong cây sâm thịt như này thôi. 20.000 nhá. Đấy, các bác dùng để mình sâm thịt nhá. Sâm thịt mình chế biến đồ ăn rất là ngon luôn. Đó, chế biến đồ ăn rất là ngon luôn nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. 20.000. Đây em thử cho các bác cái con bóng 3 màu này. Đấy, xoáy vào cho em này. Đó. Sau đó thì các bác tắt đi bật lên này. Đấy, một nó sẽ là màu trắng này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là màu trắng này. Màu trắng này. Đấy, sau đó là màu vàng này, màu trắng đây, màu vàng này và trung tính này. Đấy, nó có 3 màu như này. Đấy, giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một con bóng 3 màu như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng led nhá, bằng led. Đó. Tiếp theo thì nó còn là con bóng 3W 10.000 nhá. Con bóng 3W như này. Các bác có thể để các cái khu vực nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục nhưng mà cần độ sáng vừa phải để tiết kiệm điện. Đấy, ngoài cổng, ngoài cửa, các khu vực mà lúc nào cũng cần phải có ánh sáng nhưng mà chỉ cần là sáng vừa phải thôi. 3W giá chỉ có 10.000 thôi. Bóng 3W 10.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bóng xoay nhá. Con bóng xoay này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả bóng cả đuôi luôn. Cái đèn xoay này bao nhiêu đấy? Phương ơi, cái đèn xoay bao nhiêu? Đây, nó sẽ là một con đèn xoay như này bao gồm cả đèn cả đuôi luôn. Đấy, bật lên là nó sẽ xoay nhá, các bác nhá. Đó. Bật lên là nó sẽ xoay. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp luôn các bác. Đó. Đây các bác này, nó sẽ xoay như này các bác này. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp như này các bác này. Đó, thì các bác có thể để trong phòng khách, phòng ngủ này, phòng ăn này, đề co trang trí này. Đấy, hoặc ngoài sân vườn cũng rất là đẹp luôn. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một cái bộ đèn xoay như này nhá. Đấy, lên cho em là đèn xoay, giá sẽ là 50k. Đấy. Bao gồm cho các bác cả đèn cả đuôi luôn, cả đèn cả đuôi luôn. Combo như này giá sẽ là 50.000 nhá. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. 50k cho một cái bộ đèn xoay như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi kép bao gồm là 3 lưỡi như này. Đấy, một bộ lưỡi kép bao gồm 3 lưỡi như này, lắp vào đây cho em. Đó. Đấy, thì các bác dùng để mình xay tỏi, xay ớt, xay tiêu, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Lên theo là máy xay tỏi ớt giá sẽ là 70.000 nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Để các bác xay tỏi, xay ớt, xay tiêu. Đây, 70.000, máy xay tỏi ớt 70.000. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phạm vấn nhá. Các bác xem kênh thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã đồng hồ đây. Một cái đồng hồ rất là đẹp luôn. Đó. Đồng hồ này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55 này. Đồng hồ 55, đấy 55. Con này thì nó sử dụng bằng pin thôi. Giá sẽ là 170.000. 170.000 cho một con đồng hồ 55 như này. Con này thì nó là dòng sử dụng pin nhá, dòng sử dụng pin. Đấy, của thương hiệu SKMA này. Rất là đẹp luôn. Có lịch liếc các thứ đàng hoàng nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, màu vàng gold rất là đẹp. Mặt của nó cũng rất là sang trọng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá. Đồng hồ 55. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cho con đồng hồ 55 như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ
các bác lên cho em là điện tử dây thép nhé. Đấy, đồng hồ này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì nó lại là thuộc dạng là dây thép. Đấy, có hai màu, con này thì có hai màu, màu vàng và màu đen như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhé, có hai màu, màu vàng và màu đen. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhé. Đấy, 100.000 thôi. Đấy, lên cho em đó là 100k đồng hồ điện tử này, điện tử dây thép nhá, dây thép. Đấy, đồng hồ bằng điện tử nhưng mà nó lại là dây thép như này. Đấy, điện tử và dây thép như này. Con này đeo thì rất là sang xịn mịn luôn. Đây, khi các bác đeo vào thì nó rất là sang các bác này. Đấy, nhỏ gọn như này các bác này, rất đẹp luôn. Đó, lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá. Đấy, nó này nó sẽ là đồng dòng đồng hồ điện tử. Đấy, có lịch ngày tháng đầy đủ cho các bác luôn và chạy bằng số điện tử như này. Và dây của nó là dây thép nhá. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con điện tử dây thép như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp nguyên cái lớp túi bóng này. Về nhà các bác bóc cho em, túi bóng chống xước các bác bóc cho em nhá. Đồng hồ điện tử dây thép này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ đây. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vuông nhá, đồng hồ vuông. Đấy, đồng hồ vuông như này. Lên cho em là đồng hồ vuông, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi, 90k. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ vuông nhá. Đồng hồ vuông. Đấy. Đồng hồ điện tử, con này thì cũng là điện tử thôi. Đấy, đây sẽ là điện tử như này. Thì lên cho em là đồng hồ điện tử vuông nhá, đồng hồ điện tử vuông. Giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một con đồng hồ điện tử vuông như này. Đó, đây, rất đẹp không nhá. Giá thì chỉ có 90k thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. 90k cho một con đồng hồ điện tử vuông như này các bác nhá. 90.000 một chiếc. Đó, lên cho em là đồng hồ điện tử vuông này. Đồng hồ điện tử vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k một chiếc. Dây này của nó thì nó sẽ là bằng dây nhựa. Đấy, dây nhựa nhá. Đấy, còn con này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì là dây thép không gỉ nhá. Dây thép không gỉ, con này là 100. Còn con này thì dây nhựa và giá của nó sẽ là 90.000, 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cái mã đồng hồ thể thao con này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này nhá. Cũng rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao, giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này. Lên cho em là đồng hồ thể thao, giá của nó sẽ là 80.000 các bạn. 80.000. Có đèn các bác này. Đấy, đèn điếc các thứ đàng hoàng. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đây, đèn sáng các bác này. Đó, giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. Đấy. Các bác lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một cái tỉa lông mũi này thôi. Giá thanh lý cho các bác 30.000 một chiếc nhá. 30.000 cho một chiếc tỉa lông mũi như này. Hàng bằng inox 304. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái này. Nó sẽ là cái giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp một bịch này của nó thì sẽ là 30.000. 30.000 cho một bịch giấy lau bếp như này. 30k cho một bịch giấy lau bếp này, 80 tờ luôn. Tha hồ cho các bác thoải mái lau nhá. Giấy lau bếp 30.000 này. Đó. Nó sẽ là thuộc dòng là giấy ướt và có sẵn các cái xà bông và chất tẩy rửa đó. Đấy. Lau bếp và có sẵn xà bông chất tẩy rửa đó. Các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy các bác này. Đấy các bác thấy không? Em lau cái vết mực này mà nó viết mà nó còn sạch luôn đấy các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, lau sạch luôn. Con này thì nó đã có sẵn cái tẩy rửa rồi cho nên là mình dùng nó rất là thích nhá. Có xà bông, có chất tẩy rửa luôn. Thì các bác lau vết mỡ rồi vết dầu bám các thứ rất là ok nhá. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sáp ô tô nhá. Sáp ô tô như này. Giá của nó sẽ là bao tiền cái sáp ô tô rồi đấy? Giá của nó sẽ là 40.000 thôi nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Hàng này của nó thì rất là thơm luôn. 40k nhá. Lên cho em là sáp ô tô, giá của nó sẽ là 40k. Có hai màu này. Đấy, có hai màu như này. Đây. Các em về thì lô này nó sẽ có hai màu nhá. Thì các bác để trên ô tô rất là thơm luôn, để ô tô này, phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách rất là ok.
Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con lăn bụi nhá, con lăn bụi như này. Đấy, đây các bác có thể tháo ra đó, và đây nó sẽ là một cái dòng con lăn và nó giúp cho các bác là lăn bụi rất là tốt luôn. Đấy, lăn các cái vết bụi bám rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cái con lăn bụi này bao nhiêu đấy? 25.000 cho một bộ nhá, 25.000 cho một bộ. Một bộ thì các bác sẽ được tặng kèm thêm 2 miếng con lăn này nữa, và mỗi con lăn này là 100 miếng luôn. 100 miếng các bác cứ bóc ra sau đó thì mình lăn là bụi bẩn nó sẽ bám ở đây rất sạch sẽ luôn. Con lăn bụi giá sẽ là 25k nhá. 25k cho con lăn bụi nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đây. Nó sẽ là cái máy hút chân không nhá, máy hút chân không. Thì có sẵn cả máy cả túi bóng cho các bác luôn. Đấy, giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Giá rất hợp lý cho bác rồi nhá. Cái này thì các bác dùng để mình hút chân không túi đồ ăn uống mình hút, mình bỏ vào tủ lạnh rất là tốt luôn. Máy hút chân không nhá. Cái máy hút chân không này bao nhiêu đấy? Lên cho em là máy hút chân không này. Máy hút chân không. Lên cho em là máy hút chân không giá sẽ là 85k nhá. 85k cho một con máy hút chân không nha. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, các bác bỏ ra cho em xin 3 giây để cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút tương tác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái con két sắt mini nhá. Đây, két sắt mini. Đấy, con này thì nó không quá dày đâu, nó chỉ vừa xinh thôi, nhưng mà khi các bác dùng thì nó cũng khá là tiện ích luôn. Đấy, có chìa mở như này nhá, có nút để cho các bác mở chìa này. Có nút cho các bác mở chìa và có cho các bác là cả cái số điện tử này luôn. Các bác có thể dùng đây rồi. Các bác có thể dùng số điện tử cũng rất là ok luôn. Và con này thì cái mặt của đằng trước của nó là khá là dày, còn mặt đằng sau thì vừa phải. Để các bác sử dụng thì các bác có thể là bắt vít vào đây. Đấy, nó kèm cả ốc vít luôn nhá, kèm cả ốc vít cho các bác luôn. Và đây của nó là có sẵn pin này. Pin để các bác mở số điện tử này, có đai vít này và có cả chìa như này luôn. Đó, thì các bác về các bác mở ra cho em. Đó, sau đó thì mình có thể sử dụng số điện tử hoặc mình sử dụng chìa tùy theo. Lên cho em là két sắt mini nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây. Xoay vào đây cho em này. Xoay ra để mở ra này. Đây các bác này, mở ra nó sẽ như này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25 cm, chiều cao thì vào khoảng là gần 20 cm, chiều sâu thì cũng vào khoảng là 20 cm các bác nhé. Đó, đây. Đây là cái hệ khóa của nó này. Đấy, khi các bác mở thì vừa mở khóa vừa kết hợp với cả cái lẫy này cho em. Đó, đây. Cái lẫy đai này của nó rất là to và cứng luôn nhá. Đó, cho nên là rất là an toàn này. Đó, đây. Đóng vào này. Sập vào này các bác này. Đấy. Mở ra thì các bác kết hợp xoáy lẫy cho em nhá. Đó, đây. Đây. Đó, thì rất là an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. 350.000. Lên mã giúp cho em đó là két sắt mini. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai chìa này, hai cái đai để các bác bắn vào tường này, và một cái bộ pin. Pin thì các bác lắp vào đằng sau cho em nhá. Đấy, pin các bác lắp vào trong hệ pin bên trong này. Lên cho em là két sắt mini 350k nhá. 350.000 cái két sắt mini như này. Đó. Các bác mở ra chưa? Mở ra sau đó thì lắp pin vào trong này và các bác cài mã cho em nhá. Đó, két sắt mini. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tăm nước nhá. Tăm nước thì nó sẽ là có 4 đầu như này này, 1 2 3 4. Các bác cho nước vào đây chị em, cho nước vào đây. Đấy, đây thì nó sẽ là vệ sinh nhiễu, vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi chị em. Lên cho em là tăm nước, giá thì sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy bơm như này. Đấy, một máy bơm rất là khỏe luôn. Hàng này thì của nó xuất đi rất nhiều nước nhá. Một cái máy bơm rất là khỏe như này. Và một cái bộ đầu lưỡi nhá. Đây, máy bơm các bác này. Các bác bật lên cho em. Đó. Đấy. Máy bơm rất là khỏe luôn. Các bác chiết nước vào đây cho em. Đấy. Cho nước vào đây này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Ăn xong là mình ra mình vệ sinh luôn. Đấy, ăn xong mình ra mình vệ sinh luôn. Có cả củ sạc đi kèm nhá coi nhá. Có cả dây sạc đi kèm. Đấy, và bốn cái đầu vệ sinh như này. Đây, có dây sạc đi kèm đây và có bốn đầu vệ sinh nhá. Các bác cứ lên YouTube các bác gõ là tăm nước là nó sẽ ra. Đấy, thì con này để vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Tăm nước giá sẽ là 170k cho cái bộ tăm nước như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bình tông bình xanh nhá. Đấy, lên cho em là bình
bình xanh. Đó, bình xanh như này thì nó sẽ có con 1 lít và con 2 lít có quai đeo. Bình xanh của quân đội Việt Nam mình thôi. Con này sẽ là 90k cho con 2 lít và con 1 lít sẽ là 70k nhá, 70.000. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhôm và màu là màu xanh quân đội rất là đẹp luôn. Bằng nhôm tự nhiên như này. Đấy, bằng nhôm. Nhôm nguyên sinh nhá, nhôm tự nhiên. Đó. Các bác dùng để mình đựng nước lọc, nước uống thì tuyệt vời luôn. Đựng nước lọc, nước uống, rượu bia, nước giải khát đều ok hết nhá. Có quai đeo như này. Các bác mang đi cấy, đi gặt, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều ok hết. Con 1 lít là 70.000, con 2 lít là sẽ là 90.000 các bác nhá. 2 lít 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái cốc tự khuấy Dasina. Các bác dùng để mình khuấy nước ngọt rồi nói chung là cà phê rồi nói chung là cho đá vào đây là mình sử dụng thôi. Đó. Và các bác lắp pin vào cho em nhá, lắp pin vào cho em. Ở đây thì nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường như này. Đấy, cho các thứ vào đây nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con cốc tự khuấy như này. Giá của nó sẽ là đây, lắp cho em đôi pin vào đây này, lắp đôi pin vào đây. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cho cái cốc tự khuấy như này. Lên cho em là cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90k. Ở nhà các bác lắp cái pin vào cái đít này cho em. Đó, cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k cho em cốc tự khuấy như này, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khay đá thông minh nhá. Đấy. Khay đá thông minh như này thì về nhà các bác bỏ đá vào đây cho em, cho nước vào đây, sau đó thì cho nước vào đây, sau đó thì mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh thôi. Và đây cái đế của nó là đế mềm như này, đế mềm như này các bác này. Thì khi các bác sử dụng ấy thì là mình chỉ cần ấn này là viên đá nó sẽ lồi lên nhá. Các bác không cần phải vặn, không cần phải vặn như này làm gì cả, chỉ cần ấn này là viên đá nó lồi lên thôi. Tại vì cái đế này của nó là silicon mềm. 15.000 một chiếc. Đấy, 15.000 cái như này các bác nhá. Đấy, và các bác có thể để chồng nhau được luôn, nó có nắp như này để chồng nhau được luôn. Đấy, lên cho em là khay đá thông minh 15k một chiếc nhá. 15k là một chiếc khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gang tay lao động nhá. Một bịch này của nó là 12 đôi. Giá sẽ là 70.000 trong bịch 12 đôi, có cao su non chống trơn trượt rất là tốt luôn. Đấy, các bác dùng để mình lao động làm vườn này. Đấy, rồi nói chung là đa chức năng luôn, có thể cầm bút viết được thoải mái luôn nhá. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 12 đôi. 12 đôi là 70.000 nhá. 70k. Đó, 70k, còn các bác mua lẻ thì 5 đôi sẽ là 40k nhá. 5 đôi sẽ là 40.000. Đó. Dùng để viết lách rất là ngon luôn. Đấy, làm vườn, làm cây cối bonsai. Đấy, dọn dẹp vệ sinh, làm nhà rất là tiện, các bác dùng vào việc gì cũng được, nó rất là phù hợp, nó sạch sẽ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất 10 đôi nhá. Tất 10 đôi hàng của thương hiệu Nai như này. Giá thì sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, một vỉ của nó là 10 đôi, tất của thương hiệu Nai, co giãn 4 chiều. Tay này các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, co giãn 4 chiều như này. Tất của thương hiệu Nai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ 10 đôi, tất màu đen. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái tựa lưng các bác nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình tựa lưng. Đấy, mình tập, mình tựa lưng, mình tập cho nó khỏi bị đau lưng, đau mỏi vai gáy, đau xương khớp. Đấy, nó sẽ có cái lẫy như này, các bác chỉ cần cài vào đây cho em xong. Đó, các bác cài vào đây cho em. Đây, các bác cài vào đây cho em này. Đấy, đây, cài vào đây cho em là xong. Đó, cài như này. Rất là tiện ích luôn, các bác nằm lên cho em, nằm lên. Đây nó sẽ có cái miếng mút như này, các bác cài vào giữa như này nhá. Đây. Đây của nó sẽ là tập là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 động tác tất cả này. Đấy, các cái động tác như này là 10 động tác. Các bác tập thì giúp cho các bác là định hình xương sống này, xương vai, xương cổ, nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k thôi, rất là rẻ luôn, bằng nhựa. Và các bác có thể điều chỉnh cái nấc của nó là lên xuống tí các bác nhá. Đấy. Các bác tập lâu thì các bác cho cái nấc cao này, còn các bác tập bình thường thì các bác cho cái nấc thấp nhá. Lên cho em là tựa lưng nhá. Giá sẽ là 50.000. Đấy, các bác định hình cái xương sống của mình để nó tránh bị đau xương sống, đau mỏi vai gáy rất là tốt luôn. Tựa lưng giá chỉ có 50k cho bọn em tựa lưng như này thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn hộp nhôm nhá. Đây nó sẽ là một con đèn hộp nhôm như này. Giá thì sẽ là 90.000 cho con đèn hộp nhôm như này. Có cả quai đeo, quai sách đàng hoàng, có cả bật lửa cho các bác luôn nhá. Đây, đấy các bác mở cái nắp này ra này. Đấy, sau đó thì muốn dùng bật lửa thì các bác
nhấn cho em cái nút bật lửa là nó sẽ lên các bác này. Đấy, nó sẽ lên. Đấy, lên đèn là lửa lên này. Đấy, các bác nhấn tắt giữ lì là nó sẽ tắt này. Đó. Giữ lì cho em là nó sẽ tắt. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Đó. Và có nam châm hít này. Có nam châm hít này. Đấy, có đèn chiếu sáng này. Có đèn chiếu sáng như này. Rất sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng vàng, sáng trắng, nhấp nháy cảnh báo rất đầy đủ luôn. Có dây đeo các thứ đàng hoàng. Lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Giá sẽ là 90k cho con đèn hộp nhôm như này, 90.000 cho con đèn hộp nhôm. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ đo vôn kế nhá, giá 90.000 thôi. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 cho một con như này. Có bao gồm cho các bác là một đồng hồ này. Đấy, một đồng hồ như này và một cái bộ dây như này các bác nhá. Đó, các bác bật lên là mình sử dụng thôi. Đó, rất là tiện, bác nào mà chuyên môn về điện muốn sửa chữa này, đo vôn kế, đo AC này, DCA này, đo ohm này, hãy dùng con này chứ, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Các bác dùng để mình làm thợ hoặc làm nghề linh tinh lặt vặt cũng rất là ok. Đồng hồ vôn kế. Đồng hồ vôn kế nhá. Vôn kế giá sẽ là 90k. Đó, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh nhá. Đây nó sẽ làm cái đèn 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W và siêu sáng luôn. Con này thì rất là sáng nhá, 28W. Giá thì sẽ là 40k. Lên cho em là đèn 4 cánh mini. Giá sẽ là 40k cho con đèn 4 cánh mini như này. Công suất là 28W các bác nhá. Công suất của nó sẽ là 28W, siêu sáng luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo gà nhá. Kéo gà của Nhật. Hàng này nó sẽ là hàng to, hàng đại các bác. Đấy, rất là sắc luôn này các bác này. Đấy, những cái dây bóng dai như này mà còn cắt được là các bác biết rồi nhá. Kéo rất là sắc luôn. Đấy, hàng của Nhật, thép SK5 Japan này. Đấy, con này thì hàng đa chức năng luôn. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt nem, thực phẩm, thức ăn này. Rồi cắt cây, cắt cành cũng được. Đấy, rồi đánh vẩy cá, kẹp cua, ghẹ, đầy đủ các chức năng luôn. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cắt gà Nhật. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con kéo cắt gà Nhật như này. Đó, tiếp theo thì em lên cho các bác cái hộp tam đồng nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái hộp tam đồng như này. Giá thì chỉ có 90.000 cái hộp tam đồng như này thôi. 90k cho cái hộp tam đồng như này các bác nhá. Đấy, một cái hộp tam bằng đồng đẹp như này mà giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em hộp tam đồng 90.000, các bác bỏ vào đây cho em. Đó, nhấp qua nhấp lại này, rất là tiện luôn. Hộp tam đồng, giá sẽ là 90.000 cái hộp tam đồng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cặp lồng nhá. Đấy, một con cặp lồng rất là đẹp như này. Đó. Cái này bao nhiêu nhỉ? Đây. Cái nắp này thì các bác dùng để làm bát luôn này. Tiếp theo nó sẽ là một cái khay nhỡ này để các bác đựng mắm mì chính này, một cái khay chung này và một cái cặp lồng như này. Dung tích của con này thì sẽ là vào khoảng là 1,6 lít nhá. Giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho một con cặp lồng như này. Rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, cặp lồng rất là đẹp như này. Giá siêu rẻ luôn. 120.000 nhá. Lên cho em là cặp lồng 120k này. Cặp lồng như này. Đấy, rất đẹp luôn. Giá sẽ là 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cái cặp lồng tầng nhá. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 4 tầng luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100. Con này thì giá đang thanh lý. Cặp lồng tầng này bao nhiêu nhỉ? Đây, đấy, một con cặp lồng 4 tầng như này. Các bác có thể mở ra từng tầng một nhá. Cặp lồng tầng. Giá đang thanh lý cho các bác chỉ còn 80.000 thôi. 80.000 cho cặp lồng tầng như này nhá. Đấy, đây nó sẽ là có 4 tầng nguyên vẹn như này. 4 tầng nguyên vẹn như này, mỗi tầng là các bác có thể, con này dùng rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mang cơm đi học, đi làm, đi du lịch này, hoặc nhà đi chăm người ốm này, bệnh viện viết này. Đấy. Thì các bác cứ mang cặp lồng ra mình mua đầy đủ các cái thực phẩm cho em. Đó. 4 món, mình có thể đựng được 4 món luôn. Và có nắp có gioăng nhá, có nắp có gioăng đựng canh riêu thoải mái nhá. Đấy, có nắp có gioăng như này. Nắp có gioăng đựng canh riêu thoải mái luôn. Đấy, đậy vào thì rất là chắc chắn nhá. 4 tầng như này. Đó, và có quai sách đàng hoàng. Đây. Có quai sách như này. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. 80.000 nhá. Cặp lồng tầng 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc nhá. Đấy. Đây, một con ấm siêu tốc rất là ngon như này các bác này. Đấy. Tên là gì? Ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, một con ấm siêu tốc inox như này, rất là đẹp luôn. Có điều chỉnh nhiệt ở đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh nhiệt ở đây.
450.000 nhá. Đấy, có cả kính nhìn rõ nước bên trong luôn, dung tích của nó là 1,7 lít nhá. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000 đúng không? 450.000 cho một con ấm siêu tốc inox như này. Hàng inox dày dẫn chắc chắn, có điều chỉnh nhiệt ở đây nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý. 450.000 cho một con ấm siêu tốc inox như này. Đây là cái đế của nó các bác này, đây cái đế của nó đây. Đế của nó cũng rất là chắc chắn luôn. Đây, các bác đặt vào cho em này. Đó. Đây. Nút nguồn của nó đây. Hàng rất hiện đại luôn, rất đẹp luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Kyler các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn nhá, dày lắm cái mâm này của nó. Mâm này của nó siêu dày luôn. Cho nên các bác đun thì cực kỳ là yên tâm. Đấy. Ở trong này thì nó có hình như là một cái con dơ le gì đó, hoặc con cảm biến nhiệt đây này. Đấy. Nói chung là hàng này thì rất là chất, hiện đại. 450.000 lên cho em là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc inox 450.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bút mực nhá. Bút mực thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, bút lông nhá. Lên cho em là bút lông. Có hai màu, màu xanh và màu đỏ nhá. Đây. Đấy, em đang viết đây các bác này, bút lông như này. Đấy, có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Giá bán thì sẽ là 20.000 nhá. 20k trên 3 cái này. 20.000 trên 3 cái và mua cả hộp thì sẽ là cả hộp thì sẽ là 50k nhá. Đấy, 50.000. 50k trên một hộp. Đấy, một hộp này của nó sẽ là đi 10 bút, một hộp là 10 bút nhá. Có hai màu, màu xanh và màu đỏ nhá. Màu xanh và màu đỏ, một hộp là 10 chiếc, 2 4 6 8 10. Một hộp 10 cái là 50.000. Đấy, 50.000 một hộp như này. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20k trên 3 cái nhá. Đấy, trên 3 cái các bác có thể mua về để làm thợ làm nghề rất là ok luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Chỉ còn cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho một cái bộ cả củ sạc cả dây như này nhá. Sạc nhanh iPhone. Đấy, sạc nhanh iPhone cả củ sạc cả dây như này. Hàng của thương hiệu iPhone, củ cực kỳ chắc luôn. Hàng cực kỳ là ngon. Bác nào chuyên dùng iPhone thì mua con này cho em. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Giá thì chỉ còn cho các bác là 50k thôi. Đây, iPhone 15 Pro Max này. Đấy, dây sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 50k nhá. 50k. Đấy, cả củ sạc cả dây chỉ có 50.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba dao này. Bộ ba dao như này. Đấy, con dao gọt này thì sẽ là 40.000, con dao thái là sẽ là 90.000. Con này là 40k này, con này là 90k này. Đó. Hàng thì đều là hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật hết. Ngoài ra thì sẽ là một con dao chặt như này. Một con dao chặt. Cân nặng của nó thì từ 3 đến 5 lạng nhá, từ 3 đến 5 lạng. Đó. Và con dao chặt này thì sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao chặt như này, 180k, đều là hàng của Nhật chữ dập chìm hết nhá. Đó. Nếu mua combo 3 con như này, bên em gửi tới các bác giá chỉ có 260.000 thôi. 260.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260.000 cho 3 con, bao ship đến tận nhà, còn mua lẻ từng con một thì giá của nó sẽ là như trên các bác nhá. Đó. Giá rất tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái con mài dao ba khe, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Mài dao ba khe nhá. Giá của nó sẽ là 130k. Hàng nội địa của Nhật, con này chuyên để mài dao. Mài dao, mài kéo rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần lướt qua lướt lại này cho em. Đấy, mài thô, mài mịn, mài bén từ trái sang phải. 130.000 cho con mài dao ba khe đỏ như này. Mài dao ba khe đỏ 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Con này thì nó sẽ là dao của thương hiệu Wattpo và nó là dòng dao trắng, thép trắng không gỉ nhá. Đấy. G49, hàng của thương hiệu Wattpo. Con này thì cũng nặng từ 3 đến 5 lạng. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, cắt được cả giấy bóng luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Con này thì sẽ là 150.000. 150.000 cho một con dao G49 như này nhá. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm, phần lưỡi thì khoảng 20 cm và bản thì cao khoảng là 10 cm. Lên cho em là dao G49. Giá sẽ là 150.000. G49 150.000 nhá. Lên cho em là G49 150k, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đuôi lò xo nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái đuôi lò xo như này. Đấy, đuôi lò xo như này nhá. Con này thì đang bán 30.000, đợt này cũng thanh lý cho các bác giá tốt hơn một chút nữa luôn. Đấy, một cái đuôi lò xo như này giá chỉ còn cho các bác là 25k thôi. 25k cho một cái đuôi lò xo như này các bác nhá. Đấy, có công tắc luôn.
các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào nguồn điện, lắp bóng vào, không thích dùng thì tắt đi. Đấy, 25.000 thôi nhá, duy nhất trong ngày hôm nay trên video này thôi. Giá sẽ là 25.000 cho một con đuôi lò xo như này. Đó, 25k các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái van xả một đầu nhá, van xả một đầu như này. Giá thanh lý cho các bác 50.000 cho một con van xả một đầu như này nhá, 50k. Đó, bằng inox 304. Ở đây sẽ có cho các bác là cái đầu gen như này, có cả rong giếc đàng hoàng để các bác có thể kết nối vào các cái đầu nguồn nước. Đấy, các cái đầu vòi khác cũng rất là ok luôn. Giá thì sẽ là 50.000 nhá. Van xả một đầu 50.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn. Con này thì các bác dùng để mình dán lên các bề mặt mà mái tôn, mái ngói rồi bờ rô rồi các kia tấm lập mà nó bị dạng như là bị nứt, bị thấm rột thì các bác dán cho em. Lên cho em là keo dán tôn nhá, lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10, giá thì sẽ là 40k cho một quận keo dán tôn 10 như này. Keo 10, giá sẽ là 40.000. Bản của nó thì 10cm và chiều dài thì khoảng là 5m nhá, chiều dài khoảng 5m. Để các bác chuyên để dán tôn rất là ok luôn, keo 10. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ lưỡi kem. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là trên dưới 30 lưỡi. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi. Đấy, bao gồm là 30 lưỡi cạo, lưỡi kép. Đấy, có cho các bác là 30 lưỡi kép này, một bàn cạo và một lọ kem luôn. Đấy, combo cho các bác như này. 30 lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem, lưỡi của nó là lưỡi kép nhá. Bộ hai lưỡi kép như này. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn cho các bác là đi 60.000 thôi. 60.000. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 nhá. Đấy. Cho một bộ lưỡi kem như này, lên theo là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 55k nhá, 55.000 cho bộ lưỡi kem này thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm, nó là cái bảng tô. Đấy, bảng tô nhá. Con này thì các bác dùng cho trẻ em nhà mình học tập rất là tuyệt vời luôn. Tránh xa điện thoại, máy tính bảng này. Đấy, lên theo là bảng tô. Giá sẽ là 40.000 thôi. Lên theo là bảng tô. Ở đây nó sẽ có nút khóa, các bác mở cái khóa ra cho em này. Mở khóa ra cho em, sau đó thì các bác bật lên. Đó đây. Đấy, lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô. Đấy, giá sẽ là 40k, 40.000 một chiếc. Các bác có thể mua về để cho các em nhà mình nó học hành tránh xa điện thoại máy tính bảng. Đấy, các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó, đây, rất tiện luôn. Tô vẽ thoải mái luôn. Giá sẽ là 40k, 40.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, các bác đừng tiếc em, cho em xin một nút like nhá, nút like đăng ký kênh để lấy tương tác không nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái nồi lẩu Osaka nhá. Lên cho em là nồi lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là một cái nồi lẩu rất là to luôn, các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu được hết các bác này. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít, điện 220V, công suất 1.300W. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một nồi như này. Một nồi liền như này luôn nhá. Vung của nó thì là vung kính cường lực nhá. Vung kính cường lực này về nhà các bác lắp cái nắp này vào cho em này. Lắp cái nắp này vào này. Đấy. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái nồi lẩu như này. Đấy, một cái nồi lẩu như này các bác này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá. Khay hấp này ví dụ các bác cho nước này, cho nước, cho bia, cho đồ hấp xuống dưới này. Cho nước dưới trong đó thì các bác cho cá, cho tôm, cho các loại thực phẩm lên đây. Đấy, nồi rất là dày luôn. Và hàng này của nó sẽ là hàng tráng đá chống dính nhá. Tráng đá chống dính cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng cực kỳ là an toàn. Đấy, hàng thì nó sẽ là của thương hiệu Osaka nhá, của thương hiệu Osaka. Đấy, qua kiếp cực ngon, cực kỳ là ngon luôn. Đây là cái nút điều chỉnh của nó này. Đấy, phím nguồn đây, con nguồn với con điều chỉnh đây. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác thì giá rất là tốt luôn. Đấy, nồi lẩu Osaka, giá cực tốt luôn. Đây. Hàng thương hiệu Osaka này. Giá của nó sẽ là 390 à. Lên cho em là lẩu Osaka nhá, lẩu Osaka này. Osaka. Giá sẽ là 390.000 thôi. Bao ship lên tận nhà cho bác một cái nồi lẩu như này. Cái này thì bên em bán cả 1000 con rồi, các bác yên tâm sử dụng nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác hai cái mẫu dầu gội đầu Clear. Đấy, Clear Men. Có màu xanh và màu trắng này, Clear Men màu xanh và màu trắng. Giá thì sẽ là 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Đó, 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear nhá. 90k. Đó, hàng thì hàng của thương hiệu Clear.
Clear Men và sản xuất ở Thái Lan nhé, sản xuất Thái Lan, dung tích của nó là 450ml các bạn nhé. Đấy, hàng made in Thái Lan các bạn nhé. Đây, sản xuất ở Thái Lan này các bạn này, đó. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, mà hàng Thái Lan thì nó vượt trội hơn nhiều so với hàng của Việt Nam mình các bạn nhé. Đây, made in Thái Lan các bạn này, đó, made in Thái Lan, Bangkok Thái Lan đây. Đó, giá sẽ là 90.000, có màu xanh, có màu xanh và màu xanh đậm và màu trắng như này nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái bình thể thao nhá. Con này thì đang giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Đấy, một con bình thể thao như này. Đó, bình dung tích là 1 lít nhá. Dung tích của nó là 1 lít, hàng inox 304 dung tích 1 lít. Có lưới lọc này. Đấy, su 304 này. Đấy, su này còn su 316 luôn nhá. Su 316 còn chất hơn cả su 304. Đấy, có lưới lọc như này và có quai đeo bằng da rất là đẹp như này các bác nhá. Đó, có quai đeo này các bác mang nước đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch đều ok hết nhá. Dung tích là 1 lít luôn và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 60k thôi. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bình thể thao nhá, bình thể thao. Bình thể thao giá của nó sẽ là 60k thôi nhá, giá thanh lý 60.000, giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái lên mã giúp cho em đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Đây, vòi xịt vệ sinh như này. Đấy. Hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một đầu vòi xịt một dây. Đấy, một đầu vòi xịt một dây và một giá đỡ. Đây, combo cho các bác luôn. Một đầu vòi xịt như này, một đầu vòi xịt này, một dây một giá đỡ. Đấy, dây của nó thì dây chống rối nhá, có ốc vít ốc viếc đàng hoàng. Combo cho các bác một bộ như này. Lên cho em là bộ dây vòi xịt vệ sinh. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh inox như này nhá. Đấy, dây dài thì từ 1m2 đến 1m5. Có lô về 1m2, có lô về 1m5, đầu xịt inox. Đấy, đầu xịt bằng inox hết nhá. Hàng inox 304 của thương hiệu Osaka. Đây các bạn này. Đấy, Japan nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Osaka Japan các bạn này. Đó. Giá thì giá thanh lý cho các bác, giá cực chất rồi. Chỉ có cho các bác là 90k thôi. Dây vòi xịt vệ sinh, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi lavabo nhá. Vòi lavabo như này. Đó, các bác lên cho em là vòi lavabo, giá của nó sẽ là 420.000 cho cái vòi lavabo như này. Đấy, cái này thì các bác lắp vào chậu rửa mặt nhá, lắp vào chậu rửa mặt cho em. Đó, nó cũng chia ra làm hai đường nước như này các bác này. Đấy, đây, hai đường nước như này. Lên cho em là vòi lavabo, giá của nó sẽ là 420k nhá. 420k. Đó, 420.000 cho một con vòi lavabo này về lắp vào chậu rửa mặt, cái thứ rất là ok luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũi khoan nhá. Hộp mũi khoan đỏ như này, một hộp bao gồm là 5 mũi. Đấy, 1 2 3 4 5 mũi nhá. À 6 mũi thì nó sẽ có là 3 mũi tazogen và 3 mũi khoan tháp. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110k cho hộp mũi khoan đỏ này nhá. 110.000. Thép của nó là thép gió phủ titan, thép gió phủ titan. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, dày dẫn chắc chắn, thép gió phủ titan siêu bén cho các bác luôn nhá. Giá sẽ là 110.000. Đấy, 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là bộ 5 mũi khoan đa năng. Đấy, hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Giá thì sẽ là 110.000 cho 110.000 cho hộp 5 mũi khoan đa năng như này nhá. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan của Nhật này. Kabushi Japan của Nhật. Đấy, nó sẽ có 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12, tổng của nó là 5 mũi nhá. 5 mũi giá sẽ là 110k. 110k cho hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Đấy, 5 mũi khoan đa năng, 110.000. Tiếp theo thì em về cho các bác khi bộ khẩu 12 nhá, bộ khẩu 12. Bộ này thì sẽ là bao gồm cho các bác là 12 chi tiết, 12 chi tiết, bao gồm 10 đầu khẩu, một tay công và một tay nối dài. Đấy, 10 đầu khẩu. Hàng thì chất lượng thì miễn bàn rồi, chất lượng của nó thì khỏi phải bàn rồi. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160k cho các bác bộ khẩu như này. Bình thường nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua cho em một tay công này đã phải mất đi khoảng từ 100-120.000 rồi. Đây mà cả bộ như này, bao gồm cả đầu khẩu, cả đầu công, cả đầu nối dài như này nhá. Đấy, cả tay công, cả tay nối dài như này các bác này. Đấy, đây tay nối dài này. Đấy, 10 đầu khẩu từ 8-24 nhá, khẩu phổ thông từ 8-24 luôn. Đó, rất là ngon nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh đảo chiều luôn. Các bác mua về để mình sử dụng lặt vặt trong gia đình hoặc mua làm thợ làm nghề sửa chữa đều ok hết. Giá thanh lý cho các bác 160.000 thôi. 160.000 cho cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ rỉ nhá. Các bác lên cho em là chổi cọ rỉ vàng như này. Đấy, nó sẽ là một cái chổi cọ rỉ như này. Thì các bác dùng để mình kỳ cọ rỉ các bác này. Đấy, các bác cọ này cho em này. Đấy, cọ này cho em. Mình đánh rỉ, đánh giếc hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đó. Lên cho em là chổi cọ rỉ vàng. Giá sẽ là 15k nhá. 15k cho cái chổi cọ rỉ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái
cưa lách nhá. Đấy, một con cưa lách rất là ngon như này. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan, một con cưa lách. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng như này các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cưa lách bao nhiêu nhỉ? 40k nhá. 40k cho một con cưa lách như này thôi. Giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Cưa lách dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bịch giấy giấy ướt các bác nhá. À, đây nó sẽ là một cái bịch giấy ướt, cái giấy này để các bác dùng để mình lau. Cái này lau cái gì đấy? Hả? À, cái này là giấy lau bếp nhá, giấy lau bếp này. Đấy. Giấy lau bếp như này, nè. Lau đi xuống lấy cái băng dính trắng dán vào, con mình cắt đứt cả ra như này rồi. Đây cả hai bịch như này. Lau khô đi lấy băng dính trắng dán vào. Lên cho em là giấy lau cái gì đấy? Giấy lau dầu mỡ nhá. Giá sẽ là 25.000 các bạn. 25k cho bịch là giấy lau dầu mỡ như này, 25.000. Đấy thì đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Đây em vừa ghi nhá, vừa ghi bằng mực 25.000 nhá. Đây. Các bác lau này. Đấy về nhà các bác lau là nó sẽ rất là sạch luôn. Đây các bạn này. Đấy. Lau sạch luôn các bạn này, nó tẩy rất là sạch luôn. Đấy, nó chất chảy tự nhiên rất là sạch luôn các bạn này. Đấy, tẩy rất là sạch luôn. Rất là sạch các bạn này. Đó. Thì giá sẽ là 25k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên mã giúp em đó là cá sấu hộp nhá. Và lấy những cái cá sấu dày đây nè. Cá sấu hộp này thì đây nó sẽ là một cái bộ thắt lưng cá sấu như này. Đấy, đựng trong hộp rất là đẹp luôn, giá sẽ là 150.000. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai cái đầu nhá, hai cái đầu như này. Đó. Thì các bác có thể dùng để mình thay đổi khi cái đầu này nó hỏng hoặc là nó cũ thì các bác thay cho em. Đấy, bộ hai đầu như này, hai đầu như này và giá thì sẽ là 150.000, bao gồm cho các bác là một dây thắt lưng và hai đầu này luôn. Đấy, rất là ngon nhá. Đây. Vân da cá sấu rất là đẹp luôn này. Đấy, vân da cá sấu rất là đẹp như này. Lấy cái ví luôn. Đấy, vân da cá sấu rất là đẹp này, rất là mềm. Ví cá sấu này. Đấy, đây. Các bác này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nhá, 150.000 cho cái cá sấu hộp như này. Ngoài ra thì bên em có cái cá sấu dời nhá. Cá sấu dời thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000 cho cái cá sấu dời như này. Xem giá mấy cái này luôn. 80.000 cho cái cá sấu dời như này các bạn ơi. Đấy, 80.000 cho cái cá sấu dời như này, ghi vào cho anh. 80.000 cho một con cá sấu dời như này nhá. Cá sấu dời này 80.000 này, còn cá sấu hộp này 150.000 này. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái cá sấu cao cấp nhá. Các bác lên cho em là cá sấu cao cấp này. Thì đây nó sẽ là ví này. Đấy, cá sấu cao cấp. Ví này thì giá của nó sẽ là 290.000 cho một cái ví như này. 290.000 cho một cái ví như này nhá. Đấy. Và thắt lưng thì cũng đây cũng là thắt lưng cá sấu cao cấp này. Thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Màu đen màu nâu như này. Đó. Màu đen màu nâu như này. Đây, có hai màu, màu đen và màu nâu. Và cái giá thì cũng rất là cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Hàng cao cấp thì giá cao cấp nhá. Đấy. Cái này thì em sẽ bao là cá sấu thật 100% luôn nhá. Cá sấu thật 100% luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 390.000. 390.000 cho cái cá sấu như này nhá. Cái này bao nhiêu? 150. Tên nó là gì? Cái này tại chỗ lo kính. 390.000 một chiếc nhá. Đấy, 390.000 một chiếc. Đấy, bao cho các bác cái này thì nó sẽ là cá sấu thật 100% luôn. Đó, mặt biếc rất là đẹp nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, mặt biếc rất đẹp luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 390.000. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu cao cấp nhá. Cá sấu cao cấp 390.000. Đó. Các bác nếu mua combo một ví một thắt lưng như này thì giá của nó sẽ là 650.000 nhá. Mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn một chút. Còn nếu mua combo một ví một thắt lưng, giá sẽ là 650.000. Đấy là cá sấu cao cấp nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cá sấu hộp này. Cá sấu hộp thì 150.000. Còn cá sấu dời này, con này thì các bác lên cho em là cá sấu dời thì giá chỉ có 80.000 thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá, cá sấu dời. Đó thì nó có mấy loại cá sấu như vậy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Dầu gội phủ bạc của Nhật, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan này, các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Hàng của Nhật này thì các bác nên mua mà sử dụng nhá. Các bác đừng cái gì muốn lo. Các bác đừng mua những cái hàng trôi nổi ở ngoài thị trường nhá. Đấy, cứ mua hàng Nhật của em mà xịn mà dùng. Đó. Combo cho các bác thì một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một lọ dầu như này. Nếu mà nữ thì gội từ 5 đến 7 lần, còn nam thì gội từ 10 trên dưới 10 lần nhá. Đó, trên dưới 10 lần một lọ như này. Đấy thì tính ra là vào là 3280 thì 10 lần thì mỗi lần mất có 28.000 thôi. Đó, có cả đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý rồi, 280.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác rồi.
dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Các bác cứ mua hàng xịn mà dùng. Đây, hàng made in Japan này các bác này, tem mác chữ Nhật này, made in Japan này. Đó, dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái xịt giảm đau nhá. Xịt giảm đau 150.000 một lọ này. Cái này thì xịt giảm đau cực kỳ là tốt luôn. Nó cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan thôi nhá. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ là cao cấp luôn các bác nhá. Đó, cái này thì giúp cho các bác là giảm đau rất là tốt luôn. Giảm đau rất là tốt luôn và nó rất là mát. Đấy, lên cho em, giúp cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000. Đấy, 150.000 cho một lọ xịt giảm đau như này. Cái này thì cực kỳ là cao cấp luôn, dùng rất là đã luôn các bác. Đây em bóc thử cho các bác xem này. Đấy, nó sẽ là một lọ như này các bác này. Băng dính đây, dán cái này vào luôn. Đây, đấy, nó sẽ là một lọ này các bác này. Đó, và đây thì cái này nó sẽ có cho các bác là cái nắp như này các bác này. Cái nắp như này. Các bác là đau ở chỗ nào thì các bác xoa này chị em. Đấy, xoa này là cái nước dầu nó sẽ ra. Đấy, nước dầu nó sẽ ra như này. Và cái này độ nóng của nó rất là cao luôn. Xoay. Đấy, các bác này. Đấy. Các bác xoáy vào như này. Đấy. Cái này độ nóng của nó rất là cao và dùng rất là đã luôn nhá. Giá thì sẽ là 150.000. Hàng nội địa của Nhật, bao xịn cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm này. À, khăn mặt này. Khăn mặt như này. Giá thì nó sẽ là 50.000 cho một bịch 10 chiếc như này, mua lẻ 20.000 ba cái nhá. Mua lẻ thì sẽ là 20k trên 3 chiếc ba cái. Đó, còn mua cả bịch như này 10 cái giá chỉ có 50k thôi. 10 cái như này sẽ là bằng 50k nhá, 50.000. Đấy, 50.000 cho 10 cái như này, giá siêu rẻ cho các bác luôn, 50.000 10 cái các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi lau kính nhá. Chổi lau kính, giá sẽ là 45.000. 45.000 cho cái bộ chổi lau kính như này. Nó sẽ có một cái phần này để lau kính này, một phần này để kỳ cọ rửa này. Và có tay nối dài như này, lên trên là chổi lau kính. Giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái bộ chổi lau kính như này, rất tiện dụng luôn. Đây, đầu chổi này, đầu này đầu lau kính này và ống nối dài cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Tăng đơ 9D như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là rất nhiều chi tiết đi kèm luôn. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là có cho các bác là một cái đầu tăng đơ như này nhá. Đây, giá chỉ có 95.000 thôi. Đấy, một đầu tăng đơ như này các bác này. Đấy, một đầu tăng đơ như này. Lưỡi của nó là hàng 3 lưỡi kép, cạo cực kỳ là bén luôn. Hàng 3 lưỡi kép, cạo rất bén luôn nhá. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là các cái đầu để các bác sử dụng đi kèm này. Đầu tiên nó sẽ có là một cái đầu mũi cạo râu này, một đầu mũi cạo râu này. Tiếp theo là một cái đầu để các bác chà mình rửa mặt này. Đấy, massage mặt này. Tiếp theo là một cái đầu để các bác dùng để mình chấn viêm, như cắt tóc chấn viêm. Đó, combo cho các bác rất nhiều món như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Giá siêu rẻ luôn. 95.000 các bác nhá. Giá cực tốt luôn. Đấy, lên cho em là tăng đơ 9D. 9D này, giá sẽ là 95k. 95k cho tăng đơ 9D như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ, con này thì các bác dùng cho trẻ em rất là tiện luôn. Một bộ này của nó sẽ có bao gồm là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đấy, 224 từ vựng khác nhau. Đấy, ví dụ như là các cái chủ đề như là học hành này, rồi gia đình này, rồi xe cộ, phương tiện, động vật này. Đấy, các rất nhiều chủ đề luôn các bác nhá, rất nhiều chủ đề luôn. Đó, thì đây em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đây, đấy, bắt đầu thì mình sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên, sau đó thì mình đấy nhét thẻ vào này. Xe lửa train. Cái này thì nó vừa có tiếng Việt, vừa có tiếng Anh, rồi vừa có cả đây, vừa có tiếng Việt, tiếng Anh, vừa có cả ngôn ngữ luôn nhá. Xe cảnh sát. Police car. Đấy, rất tiện luôn nha, vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh nhá. Xe cứu thương. Ambulance. Đó, rất ok luôn. Một cái bộ máy đọc thẻ như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. 80.000 cho cái bộ máy đọc thẻ này. Đấy, rất nhiều chủ đề luôn các bác này. 124 chủ đề ngôn ngữ khác nhau. Đó. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 80.000. Rồi ok.